Rồi, xin chào mọi người, hôm nay mình có buổi revision để trước khi các bạn đi thi. Thì thứ nhất là chị muốn dành một khoảng thời gian để nói lại với mọi người về cái cấu trúc đề thi. Lúc mà chúng ta học ấy, thì chúng ta cũng đã đi qua tất cả các phần của syllabus. Bây giờ thì mình sẽ xem là một đề thi nó gồm có những câu hỏi như thế nào. Thì cái cách mà chúng ta review lại một đề thi thì mình sẽ xem một cái examiner's comment. Hôm vừa rồi chị có làm một cái detail plan trong 7 ngày để các bạn có thể revision. Và trong đấy thì những cái tài liệu mà chị yêu cầu chúng ta cần phải đọc. Trong đấy có examiner's report. Examiner's report là báo cáo của examiner sau mỗi một kỳ thi. Và sau kỳ thi March and June thì examiner cũng có một cái examiner report như vậy. Với các môn, đặc biệt là các môn viết, thì chúng ta nên đọc cái báo cáo này để chúng ta biết là cái lỗi sai thường gặp của candidate trên toàn thế giới là những cái lỗi sai gì để mình tránh. Và trong quá trình học thì chúng đã nhiều lần nói đến cái báo cáo này vì nó rất là hữu ích. Nhưng bây giờ thì mình sẽ dùng một cái báo cáo này để mình xem lại cấu trúc đề thi cũng như là xem là những phần nào của syllabus thì được hỏi ở phần multiple choice question và phần nào thì chúng ta sẽ gặp ở constructive question. Một cái may mắn là với môn F8, với môn audit assurance thì cấu trúc đề thi ít khi thay đổi, bởi vì nội dung thi của môn audit assurance thường thì nó khá hẹp vì nó chỉ là liên quan đến một cuộc kiểm toán thôi. Nó khác với những môn khác rồi như financial reporting, môn F7 chẳng hạn, thì cấu trúc đề thi lại là cái rất là khó đoán bởi vì là có thể hỏi rất là rộng và rất nhiều các dạng bài tập khác nhau. Thế nhưng mà ở đây thì môn này thì thực ra là nó lại không có nhiều dạng bài tập như vậy mà nó chỉ đi vào những dạng bài tập mà chúng ta đã làm và đã rất quen rồi. Nên đấy cũng là một cái lợi thế. Và đến ngày hôm nay, trước khi mà mọi người chuẩn bị đi thi, thì chị muốn là mọi người hãy thật sự là tự tin. Bởi vì tự tin cái thứ nhất là mọi người sẽ cảm thấy là ít nhất thì so với các môn khác thì môn này cũng là môn mà mọi người có thể biết trước câu hỏi, biết trước loại câu hỏi, dạng câu hỏi. Và cái mà chúng ta cần tập trung chỉ là cái case study và cái kiến thức của chúng ta học thôi. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy là trong phần general comment, examiner cung cấp cho các bạn thông tin là bài thi của chúng ta sẽ có hai section. Trong đó section A, Chị chưa em xem nói màn đi. hình. Chị chưa xem màn hình à? Sorry. Mọi người có thể tìm thấy examiner's report ở trên website của ACCA và mọi người sẽ thấy là có từng kỳ một ạ. Và nhớ rằng là trong mọi examiner's comment thì đều nói rằng sample exam là có đã được cung cấp sẵn và đề thi thì giống như sample exam, cho nên là một lần nữa thì chị recommend là mọi người cần phải làm thử ạ. Rồi ạ, nói về cấu trúc nhá, chúng ta sẽ có hai section. Section A là câu hỏi objective test case question. Và với câu hỏi ở section A này thì các bạn sẽ có tất cả là 3 tình huống, mỗi tình huống là 5 câu multiple choice, có nghĩa là các bạn có 15 câu ở section A và tương đương với 30 điểm, 30 điểm. Section B thì là constructed response question, nghĩa là các câu hỏi viết thì chúng ta sẽ có một câu 30 điểm và hai câu 20 điểm. Được chưa? Và ở đây thì mình thấy là trong hầu hết cái phần mà chúng ta học ấy ạ thì chúng ta tập trung rất nhiều vào phần viết đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta đã làm câu 30 điểm trọn vẹn rồi. Cho nên là tại sao mà chị lại làm như vậy? Bởi vì chị nghĩ rằng nếu như trong cái phần 70 điểm các bạn biết hết, các bạn biết cách viết, các bạn có thể đạt được ít nhất là 35 đến 40 điểm, nghĩa là chỉ cần hơn một nửa một xíu thôi của phần đó thì các bạn cũng đã có cơ hội để pass rất là cao rồi, bởi vì để có thể qua được 70 điểm đấy thì các bạn cũng đã có một lượng kiến thức rồi và vì thế nên ở phần multiple choice sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Tuy nhiên thì khi mà mọi người đi thi á, mọi người cần phải phân bổ thời gian thì một lát nữa chị sẽ nói về time management technique. Như là đề thi March and June 2021 là đề thi mà chúng ta cũng đã làm thử rồi ạ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở trong phần section A người ta hỏi về cái gì? Thứ nhất là hỏi tất cả những cái nội dung là nó là một cái gọi là mix of application and knowledge question. Chúng ta có hai loại cái câu hỏi viết chủ yếu là application, nghĩa là ứng dụng, ví dụ như là thủ tục như thế nào, rồi
chúng ta sẽ xem soát xét cái gì, rủi ro ra sao, respond thế nào, đúng không? Đấy là application, nghĩa là áp dụng cái kiến thức vào trong cái case study. Nhưng ở phần multiple choice thì sẽ có thêm cả những cái câu hỏi về knowledge question. Ví dụ, có cả những cái câu hỏi về financial accounting, có cả những cái câu hỏi về auditor's report, đấy chưa? Có những câu hỏi về code of ethics and conduct, về corporate governance. Đấy ạ. Thì tất cả những phần này bây giờ mọi người nghe, mọi người thấy quen rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên, đấy là những cái câu hỏi về mặt lý thuyết và không cần phải áp dụng nhiều case study thì người ta sẽ đưa vào cái phần section A, phần multiple choice. Đây ạ, ví dụ như thế này. Người ta cho mình một cái, case như thế này. Mùng 1 tháng 7, đúng chưa? 2005, và chúng ta sẽ chuẩn bị kiểm toán năm tài chính của khách hàng là 31 tháng 5, 5x5. Bây giờ mình thấy là ở phần non-current asset có các vấn đề sau đây. Có mua mới này, addition, disposal, đúng không? Là bán đến thanh lý và tính khấu hao. Đó. Lancaster depreciate the property on straight line basis at the rate of 5% per annum, 5% một năm, khấu hao đường thẳng. Và hiện tại là 20x5 thì chi phí khấu hao là 2 triệu. Năm ngoái là 1,7 triệu. Khi người ta cho các bạn thông tin này, các bạn phải nhìn thấy ngay đấy là năm nay chi phí là cao hơn so với năm ngoái. Và cái việc mà mình nhìn nhận ra cái sự cao hơn này chính là mình đang dùng thủ tục gì đấy ạ? Chính là dùng thủ tục phân tích, đúng không ạ? 31 tháng 5 thì có một cái tài sản được bán đi. Mà cái tài sản này bán lỗ, nghĩa là bán đi với cái proceed, cái khoản tiền nhận về á, chỉ là 40% của original cost thôi. Và initial cost là 6 triệu. Nghĩa là đầu tiên tôi mua nó là 6 triệu. Bây giờ 40% là bao nhiêu ạ? 6,4,24. Tôi chỉ thu về 2 triệu 4. Mình không thể nói ngay là lãi hay lỗ. Mà mình phải tính xem là net book value của nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Đó. Và bây giờ đã khấu hao 7 năm rồi. Được chưa ạ? The audit program include the following tests to be carried out in relation to audit addition. Trong audit program, chúng ta có một số thủ tục sau. Thứ nhất này, agree a sample of addition recorded in non-current asset register to the cash book and purchase invoice. Làm gì đấy ạ? Mình lấy cái sample, cái mẫu từ các cái tài sản được ghi tăng ở trong sổ tài sản trong non-current asset register so sánh với cả sổ tiền mặt và các hóa đơn mua hàng để đảm bảo là ngày mua là chính xác và số liệu ghi nhận số tiền là chính xác. Compare the total budgeted addition, nghĩa là cái ngân sách để mua sắm tài sản thì sẽ so cái ngân sách đấy với thực tế để xem có những cái sai lệch gì. Đấy ạ, để trong audit program người ta cho các bạn hai thủ tục như vậy, cộng với cả một revaluation nữa. Bây giờ câu hỏi đấy là which two of the following audit procedures would test for overstatement of the non-current asset? Các bạn còn nhớ là trong cái buổi chị dạy về ma trận định hướng không ạ? Về directional testing không ạ? Thế nào là bên nợ, thế nào là bên có? Và cứ bên nợ thì mình sẽ test theo hướng overstate. Còn nhớ không ạ? Chính là câu hỏi này đây. Có phải là non-current asset chính là tài sản bên nợ đúng không ạ? Nghĩa là có tài sản, có số dư bên nợ thì sẽ phải test theo hướng overstate. Mà overstate là gì? Là từ sổ, lấy sample từ sổ và kiểm tra xuống gì ạ? Chứng từ, đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ chọn đáp án nào? Một này, ở đây người ta nói rằng là liên quan đến non-current asset nhá, thì một là agree disposal recorded to physically inspect a sample of asset. Người ta sẽ cho các bạn cái thủ tục và các bạn sẽ phải xem bốn cái thủ tục này, thủ tục nào thực sự là overstatement. Được chưa ạ? Bởi vì chúng ta không nhìn thấy câu hỏi multiple choice ở trong cái đề thi mà đề thi sample, cho nên mình mới xem cái examiner's comment, người ta sẽ lấy một số các cái câu này ra để cho các bạn xem thử, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như câu hỏi người ta như thế này thì ở đây correct answer người ta cũng có luôn là B và D, là gì ạ? Là mình sẽ phải lấy cái mẫu ấy ạ. Vừa nãy chị nói rằng là với overstatement là lấy mẫu từ sổ, đúng không ạ? Cho nên là mẫu ở đây là gì ạ? Là để chúng ta sẽ xem là có bị tăng lên không, có bị ghi quá lên không, thì mình sẽ kiểm tra từ cái sổ tài sản ấy ạ. Có những cái tài sản gì mình mới lấy mẫu ở đấy để kiểm tra,
kiểm tra về cái gì, kiểm tra về số liệu của nó này, kiểm tra với giấy tờ hóa đơn này, kiểm tra với cả tài sản thực ở ngoài này, đúng không ạ? Thế thì nếu như giả sử như gặp những cái câu này thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là cái keyword ở đây sẽ phải là overstatement. Overstatement là working from source document to the financial statement. Sorry, là working từ gì ạ? Từ book sang source document. Được chưa ạ? Và cái câu này người ta nói rất là rõ cái việc mà chị đã dạy các bạn về directional testing. Chị nói với các bạn rằng là kể cả các bạn có đang đi làm kiểm toán, nhiều khi mọi người không biết được cái bọn chị gọi là audit methodology, nghĩa là cái phương pháp luận kiểm toán, thì mọi người chỉ biết là trong, ví dụ như ở đây nhé, trong audit program người ta viết hai thủ tục này, một và hai này, và cứ thế là làm thôi, nhưng không biết bản chất của nó. Thật ra là mình phải test overstatement. Thì cái câu này người ta examiner comment rất là rõ là rất là nhiều candidate không hiểu về overstatement là gì. Thế nên chị mới nhắc lại rằng cái này chị đã dạy rồi. Và trong bất kỳ một lớp nào chị dạy F8, chị cũng nói với các bạn rằng là cái bài chị dạy về directional testing, về ma trận kiểm tra định hướng là bài rất quan trọng, bởi vì chỉ cần các bạn nắm được và hiểu rõ được thế nào là bên nợ bên có. Bên nợ thì test cái gì, bên có thì test cái gì thôi. Thì người ta cho các bạn bất kỳ một cái câu gì các bạn cũng có thể chém được. Nhưng nếu mà các bạn không học cái đấy thì các bạn thể nào các bạn cũng sẽ nói sai. Bởi vì các bạn sẽ không thể tự hình dung ra được các cái thủ tục, đúng không ạ? Cho nên là lúc mà ôn thi mọi người cần phải lưu ý lại cái phần này. Cái điểm thứ hai, ở đây examiner comment cũng nói, examiner cũng nói rõ. Candidate should also note the number of response required. Ở đây, trong này người ta nói rất là rõ là two correct answer, đúng không ạ? With two of the following audit procedure. Chị nói lại là examiner, ông này cũng là ông kiểm toán viên. Cho nên cái gì mà đã viết hoa lên thì phải làm đúng như thế. Người ta nói là hai thì có nghĩa là phải là hai, người ta nói là tìm 8 thì là 8. Hai mà tìm một thì đương nhiên là không được điểm. Nhớ chưa ạ? Viết bảo là viết 8 mà viết 7 hoặc là viết 9 thì đương nhiên là 9 thì cái còn tiếp theo cũng không được điểm đâu. Có một số các bạn giảng viên thì nói với các bạn rằng là cứ viết 9 đi để đề phòng, nếu mà những cái trên sai thì vẫn còn có cái để bù vào. Chị không có quan điểm đấy nhá. Bởi vì việc đầu tiên nếu chị là examiner, bởi vì chị cũng xuất phát từ kiểm toán viên, thì chị sẽ hiểu là tổng quan nhìn vào một cái thấy đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9, việc đầu tiên tôi mark là không làm đúng như là tôi đã yêu cầu. Thế đã. Và cái mà chị yêu cầu các bạn phải là 8 cái đúng, chứ không phải là 9 đề phòng mà có một cái đúng thì còn lại 8 đâu nhá. Thứ hai là ở đây á, người ta nói đến cái việc đấy là phải hiểu rõ từng cái thủ tục đấy là để kiểm tra cái gì. Kiểm tra overstate là kiểm tra về cái để xem là có bị impairment hay không, đúng không ạ? Đấy thì cái này thì thôi, cái này là thuộc về từng cái tình huống rồi, mọi người phải đọc lên, mọi người sẽ phải xem từng tình huống thôi. Và khách ở đây thì examiner chỉ đang comment cho một câu hỏi cụ thể. Một cái điểm nữa đây, ví dụ như thế này, người ta hỏi là which of the following assertion are tested by the procedures. Nào bây giờ người ta có hai thủ tục như ở trên, các bạn sẽ thấy những thủ tục đấy thì đạt được cái assertion gì, thấy không ạ? Tại sao ở phần 70 điểm phần viết bây giờ người ta không hỏi các bạn là mô tả thủ tục đính kèm assertion, nhưng khi mà chị trong cái revision plan chị yêu cầu các bạn là các bạn phải tập hợp ra theo từng cái tài khoản theo các assertion là để làm gì ạ? Khi chị dạy chị phải tập hợp theo assertion là bởi vì mấu chốt của một người kiểm toán viên là các bạn phải hiểu được assertion. Cho nên ví dụ như ở đây người ta cho hai cái test mà người ta hỏi là hai cái test đấy đạt được assertion gì, thấy không ạ? Ở trong quyển revision note của mình ấy là các bạn cũng đã có từng assertion rồi, chứ không biết các bạn đã học hết chưa, nhưng mà nếu mà đã đọc cái đấy rồi thì chắc chắn là làm được câu này. Thì ví dụ như trong tình huống này thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là ở đây người ta kiểm tra là từ cái sample ở trên năng register kiểm tra ngược lại với cash book để xem là nhận ngày nào, payment ngày nào, để xem là số tiền có đúng không, đúng không ạ? Và ngày có đúng không? Thì cái chữ mà ngày có đúng không ấy, nó thể hiện tính gì ạ? Completeness, đúng không ạ? Cái chỗ mà người ta nói đến cái gì ạ? Số tiền có đúng không là để đảm bảo cái gì đấy? Accuracy, valuation, đúng không ạ? Còn kiểm tra xem là có bị impairment hay không? À sorry, physical ở trong hai thủ tục, đúng không ạ? Một thủ tục là kiểm tra chi tiết, hai là physical nhìn xem là nó có thật hay không. Thì cái physical đấy, cái thực tế mắt mình phải nhìn xem cái tài sản đấy có tồn tại hay không. Đấy lại là thủ tục để kiểm tra cái assertion là existence, đúng không ạ? Thì ở đây correct answer ở đây phải là
là C đấy ạ. Thì mình nhìn thấy rằng là ông examiner này ông ấy nói rất là kỹ về việc là cái evidence là gì, tại sao chúng ta lại phải kiểm tra như thế, được chưa ạ? Các bạn có thể đọc cái này thêm đấy ạ. Thì trong này có một số những cái câu như vậy để mọi người xem thử. Cũng có những câu kế toán, ví dụ như cái câu tính xem là bị lỗ bao nhiêu. Câu này là câu tặng các bạn điểm, chả liên quan gì đến môn F8 cả. Nhưng người ta hiểu rằng nếu kiểm toán viên không biết recalculate thì cũng không thể tính được, đúng không? Thế mọi người tính ra thôi, nhân với cả 7 năm thì sẽ ra là depreciation là 2,1, đúng không ạ? Thì tính ra loss. Cái này thì chính là rất là dễ và đây là một cái câu cho thêm điểm. Tuy nhiên, ở đây mình sẽ nhìn thấy là có những cái câu thì không liên quan gì đến case cả. Đấy ạ, ví dụ như là external expert như thế nào, vân vân. Thì cái này mọi người sẽ đọc thêm. Khi mà các bạn đọc vào đây ạ, thì các bạn sẽ nhận ra đấy là trong một cái câu, trong một cái case như thế này, có 5 câu hỏi multiple choice thì chỉ có 3 đến 4 câu, thường là 4 câu ạ, là liên quan trực tiếp đến cái case đấy. Còn sẽ có một câu là hỏi chốt quote ở đâu ạ. Vậy thì cái câu mà người ta hỏi ở ngoài ạ, mình có thể không cần đọc cái case mà mình cũng có thể trả lời được rồi, đúng không ạ? Thế nên là tuy nhiên là mọi người sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ không phải tất cả các câu đều liên quan đến case đâu. Một cái comment nữa của examiner là ở cái section B thì chúng ta có câu 30 điểm. Cái câu này chúng ta đã làm rồi. Và khi mà mọi người xem cái câu 30 điểm này, mọi người sẽ nhìn thấy là examiner luôn nói đến việc là mọi người bị sai ở chỗ nào, mọi người bị nhầm ở chỗ nào và làm thế nào để score được full mark, để có thể ghi, nghĩa là đạt được full mark, đúng không ạ? Thì cũng chỉ là cái kỹ thuật gì ạ, xem cái marking scheme để xem là 4 điểm là mấy ý. Và tất nhiên là chúng ta cũng chưa bao giờ phân tích sai, 4 điểm luôn luôn là 4 ý, đúng không ạ? Ngay từ đầu đã nói với nhau như vậy rồi. Vậy thì với một cái câu như thế này, mọi người còn nhớ khi chị dạy chị nói với các bạn là mọi người đừng tiếc thời gian để planning, có nghĩa là phải nghĩ trong đầu trước là bốn cái câu đấy mình sẽ viết cái gì trước rồi mới đặt bút xuống viết, chứ không phải là viết lấy được để đếm được ra bốn câu đâu ạ, mà các bạn phải có cấu trúc bốn câu đấy là viết cái gì, được chưa? Thì mọi người có thể xem ở đây cũng chỉ là nói đến cái câu chuyện marking scheme đã show ra rồi thôi. Ở cái bài key control và test control, bài này là mình làm rồi. Và mọi người có nhìn thấy là thực ra ấy, tất cả những cái chị dạy các bạn cũng là từ học từ examiner ra. Đây ạ, mark are awarded for. Thứ nhất này, identification of key control được nửa điểm. Explain được nửa điểm, thấy không ạ? Và appropriate test of control được một điểm. Y như chị Chi nói đúng không? Chúng ta viết hai câu đúng không ạ? Một câu là cái key control là gì, giải thích vì sao nó là key control, thì các bạn sẽ được một điểm cho hai cái câu đó. Và một bên là test of control thì các bạn sẽ viết riêng một câu. Đấy ạ. Thì ở đây mình đọc lại, bây giờ mình hoàn toàn tự tin là tất cả những cái gì mình chuẩn bị nó giống như thế rồi. Và ông này cũng không bao giờ ông thay đổi format này đâu các bạn ạ. Lúc nào cũng hỏi như vậy và lúc nào cũng chấm điểm như vậy. Cho nên mọi người yên tâm là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể làm được nếu mà mọi người làm đúng những cái gì mà chúng ta đã học. Nhưng mà ở đây có một cái đoạn mà examiner nói này. Some candidates are under the misconception that each sentence in the scenario contains a key control. Có một số thí sinh nghĩ rằng là cứ câu nào cũng có key control, cho nên cứ cố tìm ra để viết, nhưng không phải. Không phải là đoạn nào, câu nào cũng có key control. Ở đây chỉ cần làm có 4 control thôi. Cho nên các bạn hãy tìm những cái điểm nào mà thật sự nó là control thì hãng viết. Đấy là ý của examiner là như vậy. Để người ta test, để người ta thấy rằng là các bạn viết nhiều hơn ý ạ. Thì người ta sẽ thấy rằng là không phải chỗ nào cũng là key control đâu. Và đấy nhá, cho nên tại sao mình nói với các bạn rằng là người ta yêu cầu 4 ý ạ. Thì các bạn chỉ cần tìm đúng 4 và các bạn hãy lựa chọn. Tại sao phải có giai đoạn planning? Là để các bạn lựa chọn ra những cái key control nào nó dễ viết vì nó rõ ràng. Thì mọi người phải lưu ý một chút và đấy, đọc examiner comment để biết rằng là đấy là cái mà ông ấy yêu cầu. Rồi ạ. Ừ, em nói đi. Chắc là một chút không ạ? Em thấy có một bài kiểu từ năm 2018 hay 19 nhỉ? Nó có Rồi. bài về kiểu chia ba cột control efficiency, control recommendation với cả test of control nhỉ? Thì nó có giống như kiểu key control và test of control không ạ? Nó cũng giống như thế. Nó cũng tương tự như vậy. Nó sẽ chia như nào chị? Thật ra nó chia như nào là sao? Có nghĩa là nó chia điểm như nào ạ? Để nó viết được đủ điểm như kiểu là 1/2 câu này, 1/2 câu kia ấy ạ.
bây giờ thì người ta sẽ không hỏi ba cột như thế. Có hai lý do để không hỏi ba cột như thế. Thứ nhất là nếu mà ba cột như thế thì mỗi một ý em sẽ được 3 điểm. Thử nhưng mà cái vấn đề là câu hỏi đấy bây giờ sẽ rất là khó không hỏi, vì lý do là nếu mà đã là deficiency và em recommendation, nghĩa là deficiency là người ta lại không có cái kiểm soát tốt ở chỗ đấy đúng không? Và em đã recommend để người ta overcome cái đó, thì thực ra là kiểm toán viên sẽ không provide the test of control ở đấy đâu, vì nó đã có điểm yếu rồi đúng không? Thì mình sẽ không provide the test of control. Cho nên bây giờ trong những cái đề thi gần đây chúng em sẽ nhìn thấy là nó đúng hơn với cả một cái cuộc kiểm toán ở chỗ là nếu như mà nhìn thấy có key control thì mới làm test control. Còn nếu mà người ta nhìn thấy điểm yếu thì người ta sẽ hỏi em theo hướng là deficiency và recommendation. Còn cái đề 2018 trở về trước có một số đề nhá là combine lại để đưa test control vào. Vì sao? Trước đây những cái năm, những cái đề từ 2017 trở về trước, nếu như các bạn có đề thi cũ các bạn có thể dở ra, hầu như không hỏi test control mà chỉ hỏi deficiency và recommendation. Thì sau đó có một cái sự thay đổi, đấy là audit test ý, là bao gồm cả test of control và substantive procedures, mà chỉ tập trung vào substantive procedures thôi thì không hợp lý. Thế cho nên là người ta sẽ quay sang hỏi test of control là vì như vậy. Nhưng mà những cái bài đó nếu như em làm thì em sẽ thấy rằng rất là khó viết, bởi vì nếu như người ta đã deficiency, ví dụ như này, bây giờ đấy, ví dụ như là cái câu chuyện khấu hao ở trên, giả sử người ta nói rằng là các cái tài sản mua vào ấy ạ, các cái tài sản ghi nhận tăng thì không được theo dõi vào sổ tài sản cố định và non-current asset register, ví dụ như thế. Đấy là một cái deficiency. Mình identify được ra cái deficiency đấy, mình explain là nếu mà không đưa vào sổ tài sản cố định thì sẽ không theo dõi được là đang sử dụng ở đâu, khấu hao thế nào, đúng không ạ? Và phân bổ khấu hao ra sao, ví dụ như thế. Mình giải thích đấy là deficiency. Và mình recommend khách hàng là khách hàng cần phải theo dõi non-current asset register, phải ghi chép vào đấy để theo dõi xem đang được sử dụng ở bộ phận nào và để tính cái chi phí khấu hao tương ứng, ví dụ như vậy. Thì em test the control thế nào được, đúng không? Bởi vì nó không có sổ mà, thì không test được. Đấy ạ. Thế nên là những cái bài đấy về sao nó rất là như là những cái test đấy, kể cả em dở answer ra thì em sẽ thấy là những cái test đấy nó khá là khiên cưỡng. Nó khiên cưỡng ở chỗ là nó không match với cả cái efficiency đấy. Thế nhưng nếu người ta cho 3 cột thì em sẽ được 3 điểm. Và trong mọi trường hợp nhá, trong mọi trường hợp thì identify chỉ được nửa điểm, explain được nửa điểm nữa. Nghĩa là cái gì mà đã có ở trong đề bài cho chỉ được nửa điểm thôi. Còn cái mà mình phải tự viết bằng kiến thức của mình, cái gì, cái recommendation, cái response, cái test of control, tất cả những cái gì mà mình nghĩ ra thì được một điểm. Hiểu chưa ạ? Đấy là cái cấu trúc chia điểm sẽ luôn luôn như vậy. Chị ơi, vậy thì cái phần deficiency với cả phần recommend đấy sẽ không còn trong năm nay nữa ạ? Có chứ, không có chứ, sao lại không còn? Mình cũng đã làm những bài như thế rồi. Và nếu như, tại vì em có 70 điểm là bài viết, cho nên nếu như ở trên người ta có hoàn toàn có thể hỏi thành hai case, bởi vì em có một bài 30 điểm, một bài 20 điểm, một bài 20 điểm nữa, đúng không? Thì bài 30 điểm có thể hỏi là key control và test of control. Bài 20 điểm sau có thể hỏi deficiency, và đấy là trong những đề gần đây là như vậy nhá, đúng không? Đây này, như bài này này, đến câu C này, câu B thì người ta hỏi về non-current asset, đúng chưa? Câu C người ta hỏi là identify six deficiency. Chị chỉ nói rằng người ta sẽ không có cái câu 3 cột, còn identify deficiency vẫn có. Và cái việc mà identify deficiency là phần mà mình học ở trong việc mình tìm hiểu cái hệ thống internal control system của khách hàng ấy ạ. Đây ạ, câu C ở bài này là tìm 6 deficiency và provide các cái recommendation. Thì với cái phần này thì mọi người sẽ nhìn thấy cũng như là chị vẫn nói thôi, identify được nửa điểm, giải thích vì sao nó là deficiency được nửa điểm nữa, đúng không ạ? Và recommend được một điểm. Thì mọi người có thể xem lại những cái bài mà chúng ta đã học đây, ví dụ như cái đề này chẳng hạn liên quan đến payroll system, hoặc là có một số bài ở trong cái plan hôm vừa rồi chị viết, không biết mọi người đã xem chưa, thì chị có đưa một số những cái link của, một là các cái bài article của ACCA, và hai là một số các cái bài mà chị đã chữa trước đây, hoặc là chị đã nói riêng về một vài vấn đề, thì mọi người cần phải xem lại trong trường hợp mọi người đã quên, đã bỏ qua cái kiến thức đấy thì phải xem lại ạ. Thế thì cấu trúc của cái bài 30 điểm trong cái đề vừa rồi
là như thế. À chưa, còn vẫn còn câu D nữa. Câu A là câu lý thuyết này, câu B là câu key control và test of control này, câu C là deficiency và recommendation này, câu D là về substantive procedures, được chưa? Liên quan đến payroll expense. Và nó người ta hỏi về expense thì mọi người sẽ mô tả cái thủ tục liên quan đến chi phí, và vì thế sẽ phải nhớ được các cái thủ tục về các cái thủ tục nào gắn với cả các cái assertion liên quan đến payroll expense nhé. Một cái điểm nữa ở đây á, thì examiner comment như thế này. Khi mà mô tả thủ tục thì rất nhiều candidate fail to score well in this type of requirement because their procedures are vague or too brief. Chúng ta viết quá vắn tắt hoặc là không thực tế. Ở đây người ta, chị đã nói gì ạ? Chị luôn luôn nói với các bạn là gì ạ? Phải nói là làm gì cái động từ, trên cái chứng từ gì, đúng không ạ? Và để làm gì? Khi mà chúng ta nói là một điểm ở đây phải bao gồm ba yếu tố đấy. Chị nói rất nhiều lần cái việc này, là vì chính cái câu này đấy ạ. Test must be sufficiently detailed, noting clearly which source document should be used. Thấy không ạ? Các bạn sẽ không được điểm nếu các bạn không nói là các bạn làm trên cái giấy tờ gì. Ví dụ, các bạn bảo là agree to cash book and bank statement, được chưa? Without specifying that this was being done to agree the net pay or statutory deduction, đúng không ạ? Thì các bạn, ví dụ như các bạn chỉ viết là tính toán lại gross to net pay thôi, thì các bạn chỉ được nửa điểm, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Các bạn phải nói rằng là lấy từ đâu ra mới reading to let được như thế. Các bạn phải nói rằng là từ cái payroll record, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ tính toán lại để xem là, để ensure là payroll is accurate thì các bạn mới được một điểm. Thì đây chính là ba cái ý mà chị đã nói khi chị dạy rất nhiều về substantive procedures, là các bạn làm gì và trên cái giấy tờ gì, đúng không ạ? So sánh cái gì với cái gì, cái văn bản gì ạ, cái giấy tờ gì ạ, cái hóa đơn nó tên là gì, hay là phiếu nhập kho, hay bảng lương, hay là bảng chấm công, whatever, phải kể tên ra. Nhưng mà cuối cùng còn là gì nữa, để làm gì, đúng không ạ? Ví dụ như là to ensure payroll is accurate. Đấy ạ, thì đây cũng là một cái để các bạn nhìn thấy rất là rõ, là không phải yêu cầu từ chị, mà đây là yêu cầu từ examiner. Và tất cả những cái gì chị nói với các bạn là để các bạn được full mark. Vì nếu như các bạn viết vắn tắt như thế kia, thì đấy, ông examiner ông bảo là ông chỉ chấm nửa điểm thôi. Và thế là mình nghĩ rằng mình viết được cả 6 thủ tục, nhưng cùng mình được có 3 điểm thôi ạ. Đây ạ, một cái điểm nữa, mà đây cũng chính là cái câu chuyện mà chị nói lại một lần nữa. Chị không yêu cầu, không dùng sách BEP là để các bạn không bị nhầm lẫn giữa test of control và substantive procedures. Thì ở đây, examiner nói rằng candidate, thí sinh phải phân biệt được rất rõ giữa substantive procedure và test of control. Rất là nhiều thí sinh đã mất điểm ở đây bởi vì không phân biệt được hai cái điều này. Thấy không ạ? Ví dụ, các bạn ấy nói về payroll expense mà lại nói rằng là kiểm tra xem là cái phần thưởng, cái khoản tiền thưởng cho lái xe đã được phê duyệt chưa? Cái từ authorize mọi người có còn nhớ không ạ? Đấy chính là một key control, đúng không ạ? Đấy là test of control. Mà đưa cái test of control vào đây thì mất điểm luôn. Và examiner là auditor thì ông ấy thậm ghét cái việc là không phân biệt được các loại test với nhau. Thấy không ạ? Cho nên là chắc chắn câu đấy là không được điểm rồi. Và để tránh cho mọi cái chuyện này thì khi chị dạy là chị đã tách hoàn toàn hai phần đấy ra thành hai phần riêng biệt, không có liên quan gì hết. Chị chỉ dạy về test of control khi chị nói về các key control. Và chị đã phải luôn luôn nói 100 lần là kết quả của test of control chỉ ra được một kết quả thôi, là hệ thống kiểm soát nội bộ có tồn tại không và có hiệu quả không. Nó không ra được kết quả là số liệu trên báo cáo tài chính thế nào. Còn kết quả của substantive procedures thì là số liệu trên báo cáo tài chính ấy, có đúng hay không, đúng không ạ? Mà chúng ta cần verify cái đúng đó. Ok chưa? Đấy ạ. Thì ở đây, đấy là chị muốn nhấn mạnh để mọi người nhìn thấy là cái comment của examiner. Chị tin chắc là nếu như mọi người không nghĩa là đọc thêm quá nhiều tài liệu khác ở chỗ khác, ví dụ sách VP, thì chị nghĩ mọi người sẽ không bị confused. Còn nếu mà các bạn thấy là chưa đủ các bạn đọc thêm, thì khi các bạn confused thì chị không biết làm nào ạ. Rồi, một cái nữa, đấy là các bạn có thể đọc lại cái này nhá, nhưng mà chị lấy một cái
một cái examiner comment ra đây để mọi người nhìn lại cái cấu trúc. Và chị nói lại là chúng ta sẽ phải rất may là thi môn này thì mọi người không cần nhắc, đúng không ạ? Thế nên là mọi người thì viết thẳng ở đây luôn. Nhưng mà cái mà chị muốn đấy là mỗi lúc mà các bạn viết ấy ạ, nếu như các ý khác nhau thì các bạn hãy tách ra một dòng. Tại vì khi mọi người nộp bài cho chị nhá, thì mọi người vẫn hay viết rất là liền nhau ạ. Thực ra viết liền nhau, mọi người chúng ta đấy theo cái mạch suy nghĩ của mình ấy, thì bình thường. Nhưng khi mọi người đi thi thì hãy cố gắng là cách ra một dòng, nghĩa là để một cái space để cho bản thân examiner nhìn thấy rằng là đấy là hết một ý. Cái điều đấy mọi người đừng sợ tốn giấy nhá, bởi vì là thi online chả tốn giấy đâu, nhưng mà nó rất là clear giữa các ý và dễ chấm điểm. Mặc dù là một ý của các bạn chỉ hai dòng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng cứ cách ra cho chị. Rồi ạ, những cái phần ở dưới này thì cũng tương tự như là những cái chúng ta đã làm về cái đề này, mình cũng làm rồi, đúng không ạ? Một cái ở đây người ta nói đến, ông này ông ấy nói đến, chúng ta chỉ focus ở những cái chỗ nào mà ông ấy nói rằng là các thí sinh hay bị sai thôi. Đây ạ, ví dụ như thế này: in addition, a number of candidates explain the issue of good in transit as inventory being overstated. However, the company has responsibility for good in transit from the point of dispatch by supplier, and therefore the risk was that inventory could be understated. Ông ấy nói rằng là ở đây á, khi mà mọi người suy diễn quá, nghĩa là đề bài người ta không nói đến chuyện đó, nhưng mà mình nghĩ xa hơn mà mình nói nếu mà thế này hay nếu mà thế kia, đúng không ạ? Thì có thể là không có những cái other relevant information, đúng không ạ? Thì tốt nhất là chúng ta sẽ chỉ đọc kỹ đề bài, đọc thật kỹ đề bài và lấy cái thông tin từ đề bài ra thôi. Tình huống này có lẽ là chúng ta thì chưa bị lần nào như thế, chị chưa nhìn thấy mọi người bị như thế, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì mọi người cần phải lưu ý là cái lời dặn của examiner là must take the time to carefully read the scenario, noting any date and other relevant information. Có chỗ nào mà có ngày tháng các thứ là phải đọc rất là kỹ, vì nếu không thì mình sẽ bị sa đà và có thể là lại nói ngược lại ạ. Một cái điểm nữa là nói sai cái rủi ro. Nói sai rủi ro ở đây nghĩa gì? Audit risk là chỉ bao gồm gì ạ? Audit risk là bao gồm inherent risk và control risk, đúng không? Và detection risk, đúng không? Vậy thì ở đây lại nói đến business risk. Thấy không ạ? Và các bạn mà focus vào business risk ấy, ví dụ như là vận chuyển hàng bằng đường biển rất là rủi ro và có thể mất hàng. Đấy không phải là audit risk nhá. Và nếu như nó đã không phải là audit risk thì đương nhiên các bạn không được điểm. Đúng không ạ? Cho nên là đây là cái câu chuyện, vẫn là tiếp tục cái câu chuyện là mình suy diễn quá, mình nghĩ nhiều ở trong đầu quá, nên là mình lại nghĩ sang một cái hướng khác. Thế thì để tránh cái việc này thì trên lớp chị có dặn các bạn là gì ạ? Khi mình đi học, mình học như nào ạ? Mình viết cái câu một state the fact, cái sự thật ấy, là mình lấy trong đề bài ra, đúng không ạ? Mình không có suy diễn gì hết. Mình có lấy luôn cái câu đấy trong đề bài hay mình rewrite in your own words cũng là từ đề bài ra. Xong rồi mình giải thích vì sao mình coi nó là audit risk. Thì cái giải thích chị đã dạy các bạn rồi, là làm thế nào để có thể nói ra được nó ảnh hưởng đến cái gì, nó rủi ro là vì sao. Thế thôi, được chưa ạ? Chứ không có suy diễn nhiều. Trong ở đây chị đọc các examiner's comment ấy, thì ông ấy luôn luôn comment về việc là candidate suy diễn rất là nhiều và rất hay nói xa rời với cả cái đề bài của ông ấy. Được chưa ạ? Rồi ạ, một cái điểm nữa mà ở đây chúng ta cần phải quan tâm, đấy là ông ấy luôn luôn nói là những cái bài tương tự cái bài này thì đã xuất hiện ở đâu. Cho đến giờ này á, thì chúng ta cũng rất là thoải mái để nói với nhau rằng chúng ta làm tương đối nhiều các dạng bài với các cái câu hỏi passive question rồi. Và các bạn đọc examiner's report thì các bạn sẽ thấy rằng ông ấy cũng prefer là các bạn xem lại các cái case. Với chúng ta bây giờ rất nhiều case ở đây là quen tên là quen là Hart Company, Harlem, Peony, Scarlett, chúng ta đều làm rồi. Đấy. Thì ông ấy nói rằng đấy là những cái good scenario based question on audit risk and response to practice. Vậy bây giờ là giai đoạn các bạn ôn thi. Các bạn cần làm gì ạ? Các bạn cần lấy đúng những cái đề này ra để mà các bạn đọc ấy ạ. Chứ không phải là các bạn đi xem ở chỗ nào có quyển sách nữa để mang về đọc. Các bạn đọc nhiều quá các bạn cũng không đáp ứng được examiners, đúng không? Và bây giờ mình sẽ xem là ông ấy khuyên mình đọc cái gì thì mình đọc đúng cái đấy. Mình cần phải chiếu ông mặc, đúng không ạ?
Rồi ạ, với một cái đề thi và với một cái nhận xét như thế này thì các bạn biết là chúng ta sẽ thi cái gì rồi, sẽ hỏi vào đâu rồi. Vậy thì bây giờ back lại, mọi người không phải chỉ đọc một đề đâu nha. Các bạn sẽ phải đọc khoảng độ 3 cái examiner's report như thế. Và khi các bạn đọc examiner's report thì cái mà từ examiner's report này, đây là để ôn thi nhá. Chứ còn lúc mà học thì mình đã không đọc một cách tập hợp như thế. Nhưng mà từ examiner report có 3 cái mà các bạn cần phải point ra. Cái thứ nhất, your weakness, cái điểm yếu của các bạn đang ở đâu. Ví dụ các bạn đọc, các bạn thấy là có chỗ này mình không hiểu nó nằm ở chỗ nào. Đấy là điểm yếu của các bạn. Và các bạn cần phải focus vào đấy để allocate time. Cái này là trong mục đích là các bạn sẽ phải phân bổ thời gian to review. Được chưa? Đấy là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai, từ examiner's report sẽ xem là các cái good scenario based question. Nghĩa là với cái câu hỏi đó thì ông ấy nói rằng là những cái tình huống tương tự ở đâu. Nhiệm vụ của các bạn là các bạn phải audit lại các cái answer đó. Audit answer là kỹ thuật như nào chị dạy rồi, đúng không ạ? Và các bạn nhận ra rằng chúng ta sẽ luôn luôn có một cái cấu trúc đề thi giống nhau. Cấu trúc đề thi giống nhau là như thế nào? Ví dụ, vừa nãy chị nói rồi, Session A 30 điểm. Đây là MCQ, đúng không ạ? Session B 70, chia ra là 30, 20, 20. Trong 30, 20, 20 sẽ là 4. Bao nhiêu nhỉ? Vừa nãy có 4 câu nữa đúng không ạ? 8, rồi 6, 8, 6, 10, 4 rồi. 12, kiểu như này. Đấy ạ. Hoặc là 4, 8. Đấy ạ. Kiểu như vậy. 10 điểm. 20 cũng sẽ có 4, 16. 4, 16. Như thế này. Tại sao cứ có cái 4 này? Tất cả các câu 4 này là các câu lý thuyết. Được chưa? Cái mục tiêu của các bạn là khi các bạn gặp các câu 4 điểm này, các bạn sẽ phải viết được 4 câu. Các bạn không viết được 4 câu, các bạn cũng phải viết được 2 câu là ít nhất. Mục tiêu của chúng ta là gì? Cái này, bây giờ chị sẽ chuyển sang màu đỏ, là cái điểm mà các bạn should be attained. Trong cái 4 điểm này, các bạn cố phải được 2 điểm, nghĩa là phải viết được 2 ý, ít nhất là 2 ý, bởi vì chị nghĩ rằng là các câu lý thuyết của các bạn khá là khó khăn, bởi vì nó không có scenario. Cho nên là các bạn phải gọi là common sense, nghĩa là lúc đấy các bạn nghĩ được thì các bạn viết thôi. Mặc dù chị cũng đã nhiều lần hướng dẫn các bạn cái cách suy nghĩ để viết ra các câu 4 điểm là với cái này thì phải viết cái gì, đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ là không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ như là có người xui như thế trong bài thi được. Thế nên tốt nhất là lúc đi thi thì tôi đặt mục tiêu của mình đơn giản thôi là 50% là được 2 điểm, 4 ý thì viết được 2. Mà nhá, để được 2 điểm cho tất cả những câu lý thuyết ấy, thì cái việc giải thích đấy là cái gì đã được 1 điểm rồi. 1 đến 2 điểm rồi. Nhưng mọi người đừng lo việc đấy. Với tất cả những cái phần mà là có scenario này thì mục tiêu là mọi người phải đạt 70% số điểm. 70%, bởi vì sao ạ? Người ta nói rằng là đưa ra 8 cái điểm, đúng không? Mọi người biết cách viết từng cái point đấy được full mark rồi. Bây giờ chị đặt cái mục tiêu là 70%, có nghĩa là chị chấp nhận rằng đâu đấy các bạn sẽ mất một số chỗ, là mất nửa điểm cho cái phần không giải thích được, ví dụ như thế, thì cũng vẫn được 70%. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đã được ít nhất trong phần này, các bạn đã được 50 điểm rồi, thì các bạn không bao giờ mất sự trượt, đúng không ạ? Cái thứ hai là khi các bạn nốt ra như thế này thì ở cái phần section A 30 điểm mà multiple choice thì chị vừa mới phân tích cho các bạn xem, mỗi một cái case đấy ạ, mỗi một cái scenario là có 5 câu, đúng không? Và với 5 câu này thì sẽ có 4 câu liên quan đến scenario đấy, và có 1 câu là luyên thuyên ở đâu ấy, thì cái câu luyên thuyên ở đâu các bạn bỏ cũng được. Tất nhiên nhá, kể cả có bỏ cũng vẫn phải chọn đáp án nhá, không là không chọn đáp án đâu. Vì là các bạn biết là các bạn cứ chọn một đáp án thì kiểu gì có 25% cơ hội độ là trúng mà, đúng không? Thế còn lại thì các bạn phải làm được các cái câu kia. Như vậy nếu như các bạn
làm cái việc mà đọc examiner's report và các bạn phân tích kỹ cái exam structure, các bạn có thấy rằng nếu như các bạn đọc ba cái report, đọc ba cái examiner's comment của ba đề thi là các bạn đã có ba lần session A rồi. Tại sao khi chị dạy chị hoàn toàn ung dung và không cần cho các bạn làm multiple choice? Bởi vì đến khi mà ôn thi chị sẽ yêu cầu là các bạn xem các cái scenario mà examiner thực sự thi. Nó còn tốt hơn quyển Baker chị đưa cho các bạn nhiều. Chẳng qua chị thấy các bạn lo lắng chị đưa cho các bạn để các bạn làm cho nó vui, tự tin. Chứ còn thực sự thì các bạn đọc ba cái báo cáo của examiner là các bạn có bao nhiêu ạ? Ba lần đọc session A là các bạn đã có 15 câu rồi. Đúng không ạ? Và do đó thì chị nghĩ đã là đủ rồi. Các bạn hãy focus cái thời gian ôn thi của bạn vào phần session B. Đấy ạ. Thì đấy là phần đầu tiên của buổi hôm nay là chị muốn nói với các bạn về lại, nói lại một lần nữa về cái cấu trúc của đề thi, chúng ta sẽ gặp gì ở trong cái đề thi này và bây giờ các bạn phải còn focus vào cái gì. Tại sao các bạn nhìn ở trong cái plan 7 ngày mà chị viết cho các bạn nhé, chị để thời gian cho các bạn đọc các cái examiner report hoặc là đọc các article rất là dài. Thông thường chị bị nghĩ rằng đọc xong một cái examiner report này cũng phải mất từ 45 phút đến 1 tiếng. Mọi người có thể nhìn rằng là có một cái bài như thế này thôi, sao chị để nhiều thời gian như thế? Nhưng mà không phải là đọc như đọc truyện, mà chúng ta phải đọc và chúng ta phải viết ra. Chúng ta phải note ra là weakness của mình ở chỗ này là gì, trong cái đề thi này, cái chỗ này mình không biết. Ôi thôi chết rồi, cái đề này nó hỏi payroll, payroll là cái gì nhỉ? Như thế nào nhỉ? Kế toán nó thế nào nhỉ? Những cái thủ tục gì đã học về payroll nhỉ? Thì mình sẽ phải note ra. Được chưa ạ? Thứ hai là nó lại link đến câu chuyện good scenario based question, là mình plan cho cái buổi học tiếp theo của mình phải xem lại các cái dạng bài gì. Được chưa ạ? Cái thứ ba là mình sẽ phải nhìn xem là, đấy, đọc một lượt đi để mình xem là thí sinh trên cả thế giới có giống mình hay không, hay bị nhầm cái này hay không. À, chúng ta là chúng nó toàn nhầm test of control và substantive test, may quá mình không bị. Thì có nghĩa là mình đã thoát ra khỏi cái bẫy rồi. Thì đấy là cái mà các bạn cần phải xem. Ok chưa ạ? Rồi ạ, vậy thì bây giờ mình mới nói đến cái câu chuyện đấy là nhìn lại từ đầu đến cuối này. Thì bởi vì chị đã nói rồi là chị muốn các bạn tập trung nhiều vào phần 70 điểm chứ không phải là tập trung vào cả syllabus. Nếu các bạn ôn tập, các bạn có biết cái tâm lý của khi mà mình ôn thi nó sẽ như thế này. Hôm nay học xong và bây giờ hôm nay mùng 2 tháng 9 đúng không? Mọi người từ mùng 3 tháng 9 đến mùng 10 tháng 9 là các bạn thi đúng không? Thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là thôi rồi, từ ngày mai quyết tâm cao độ là mình sẽ ôn. Thế là những cái ngày, ví dụ như ngày mùng 3, ngày mai chẳng hạn, đang được nghỉ lễ đúng không ạ? Tất nhiên là vừa nghỉ lễ xong cũng nghỉ dịch luôn, nhưng mà đang được nghỉ lễ, mọi người sẽ học từ sáng đến tối. Và cái phần đầu tiên các bạn học là cái phần gì ạ? Kiểm toán là theo ISA, framework như nào, audit là gì, vân vân. Các bạn học rất là kỹ. Xin lỗi các bạn, cái phần đấy ạ, nếu có 4 điểm trong đề thi. Thấy không ạ? Trong khi đó, nếu mà các bạn học mà cái phần đấy mà nếu như các bạn ví dụ như là 7 ngày, có 7 ngày đã tốt rồi. Các bạn có tin là có những môn chỉ được học trong vòng 2 ngày đến 3 ngày thôi, phải đi thi ạ. Thì học thế nào được cái kiểu như thế? Thì các bạn sẽ phải focus vào cái việc là chúng ta cần quan tâm đến cái gì, allocate thời gian như thế nào. Thì cái việc mà các bạn allocate thời gian, hãy tập trung vào những phần các bạn đang yếu. Đấy lý do mà chị nói rằng luôn luôn phải nhìn xem điểm yếu của mình là gì để tập trung vào. Đúng không ạ? Còn tất nhiên mọi người đừng nói với chị rằng chỗ nào cũng yếu. Bởi vì là sẽ có những chỗ yếu hơn ấy, thì mọi người sẽ phải tập trung vào đấy. Được chưa ạ? Giả sử nhá, chị nói câu chuyện yếu ở đây là mọi người nghĩ rằng chúng ta yếu về kế toán ở lớp mình. Có những bạn không học kế toán trước đấy, không học môn E7 trước đấy, E3 gần quên rồi. Thì đấy là điểm yếu đấy ạ. Vậy thì cái đoạn mà chúng ta ôn, chúng ta sẽ phải tập trung cả vào kế toán nữa. Nếu mà chúng ta nhìn ra được điểm yếu của mình thì mình đây là cái cơ hội để các bạn fulfill. Được chưa ạ? Nên là bây giờ để ôn lại cho các bạn, chị chỉ chia ra thành 3 cái giai đoạn lớn thôi, chứ không chia nhiều nữa. Sorry, 4, không phải 3. Sẽ có 4 cái giai đoạn, trong đó có một phần thì sẽ là nói trước. Một phần đầu tiên nói trước là tất cả những thứ liên thuyên ABC mà chị nói trong cái ngày đầu tiên của cái plan 7 ngày ạ. Đấy là về assurance là gì. Nhưng trong này sẽ có hai cái nữa là code of ethics and conduct và corporate governance. Tại sao ạ? Chúng ta không bao giờ học buổi toàn lý thuyết không? Các bạn sẽ phải ôn kết hợp giữa lý thuyết và các dạng bài tập liên quan. Thì trong đó các bạn sẽ nhìn thấy rằng là
hai cái loại bài tập này này ạ, hên xui nhá, 50-50. Có thể có tình huống, cũng có thể là sẽ là multiple choice, nhưng kiểu gì trong đề bài có, nên chắc chắn là phải học. Được chưa? Code of Ethics and Conduct, chúng ta phải học cái gì? Lúc mà mình ôn lại phần Code of Ethics and Conduct, việc đầu tiên là các bạn phải ôn lại các principle. 5 cái principle, đúng không ạ? Là gì đấy ạ? Integrity, objectivity, tự nhiên quên rồi. Professional and due care, confidentiality, competence, đúng không ạ? Đó, 5 cái principle các bạn phải luôn luôn nhớ. Cái câu này người ta đi thi người ta sẽ không hỏi các bạn viết, nhưng mà người ta có thể hỏi câu multiple choice, mà nó không có tốn nhiều thời gian của các bạn để học cái phần này. Thứ hai là trong code of ethics and conduct thì cần nhất là ôn các cái phần gì đấy ạ? Trust to independent and related safeguards. Được chưa? Phần này hồi đầu mình học rất là kỹ với nhau rồi, có thể bây giờ mọi người quên, các bạn cần ôn lại. Vậy thì hồi đầu học mình học rất là lắm, nhưng bây giờ mình chỉ cần tóm lại có hai thứ này thôi để có thể đi thi được. Nếu mà có hỏi trạch ra khỏi hai chỗ này thì các bạn hãy dùng common sense. Rồi bây giờ hỏi rằng là trong những cái tình huống sau đây thì lý do vì sao chúng ta cần phải áp dụng code of ethics vào cho auditor, ví dụ như thế, thì các bạn lại phải quay lại câu chuyện đầu tiên về assurance, về tại sao xuất hiện auditor như cái buổi đầu tiên chị nói với các bạn đấy, thì các bạn mới phải dùng cái tư duy của mình thôi, chứ không thể nào chúng ta chuẩn bị 100% tất cả các câu được. Được chưa? Với phần code of ethics and conduct, chị recommend mọi người hãy summary ra một tờ giấy, mọi người có vở không? Mọi người hãy summary ra như thế nào? Ví dụ như mọi người sẽ summary ra là các cái threat và các cái safeguard tương ứng. Các loại safeguard chị cũng đã có một buổi riêng nói với mọi người về các loại safeguard rồi. Là thứ nhất là nguyên tắc safeguard là gì ạ? Là để đảm bảo an toàn cho kiểm toán viên nhưng không mất khách hàng. Cứ nhớ hai điều đấy. Được chưa ạ? Có nghĩa là làm thế nào để vẫn làm được mà vẫn independent. Thì một là những cái gì mà offer cho cá nhân tôi từ chối. Được chưa ạ? Nếu những cái gì liên quan đến team thì tôi sẽ phải có người review. Đó. Hoặc là phải có independent, nghĩa là phải có những cái như kiểu Chinese wall, đúng không? Những cái tình huống mà bị đe dọa thì phải làm gì ạ? Legal advice, seek legal advice, phải có luật sư bảo vệ. Hoặc là mình sẽ phải tính toán những cái phương án, ví dụ như là cái overdue fee thì mình đã phải làm gì đấy ạ? Mình sẽ phải có những cái confirmation letter với khách hàng. Đấy ạ. Làm thế nào để kiểm toán viên đã an toàn và vẫn làm được? Bởi vì chị phải đề phòng cái tình huống mọi người luôn luôn xếp ra là từ chối nhá. Đúng không ạ? Trong này phải ôn lại cái gì nữa? Ôn lại cái phần threat. Tên các cái threat ạ. Cái đấy rất là quan trọng. Nếu mọi người kể tên sai thì thôi các bạn mất điểm luôn. Đúng không ạ? Mà thực ra nó có nhiều threat đâu. Các bạn chỉ cần đọc cái đề và các bạn nói rõ được đấy là cái threat gì. Cái phần code of ethics này bây giờ người ta hỏi multiple choice nó còn dễ hơn nữa. Bởi vì là các bạn không phải tự viết ra mà các bạn chỉ có chọn đáp án thôi. Được chưa? Thì code ethics, bây giờ code ethics hỏi ít đi là vì sao? Vì các bạn chuẩn bị học tiếp môn tiếp theo là môn SBL. Và ở môn SBL thì code ethics học rất nhiều. Được chưa? Tương tự như thế, phần thứ hai là phần corporate governance. Cái này các bạn sẽ học lại phần best practice. Buổi đầu tiên chị nói với các bạn, buổi thứ hai gì đó, chị nói với các bạn rất nhiều về best practice liên quan đến board of director, liên quan đến các cái committee, đúng không ạ? Liên quan đến internal audit. Đấy, thì bây giờ là lúc các bạn phải ôn lại. Cái dạng bài của phần corporate governance chỉ có một dạng thôi, là weakness and recommendation. Cái weakness and recommendation này, cái dạng bài này, nó áp dụng cho phần corporate governance và phần internal control system. Chấm điểm như nào chị đã nói rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao các bạn cần phải biết best practice? Vì nếu các bạn không biết best practice là gì thì các bạn không biết được là cái case, cái tình huống người ta đang cho ấy ạ, có tuân thủ theo best practice hay không, thì các bạn sẽ không biết được là nó có weakness. Bởi vì mình đọc mình thấy cũng ổn mà, mình có biết gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình biết best practice, ví dụ mình đã rất nhớ cái best practice là gì nhỉ?
non-executive director và executive director phải cân nhau. Thôi thì mình không biết nguyên nhân tại sao, nhưng mà mình biết là mình đã đọc được cái đấy rồi. Thế bây giờ mình nhìn thấy người ta nói rằng là tỷ lệ của người ta đang là 40-60 thì mình sẽ thấy không cân nhau. Đấy, đấy là weakness, đang không tuân thủ, đúng không ạ? Thì cái việc mà các bạn chỉ ra được cái 40-60 đấy là weakness, các bạn đã được nửa điểm rồi mà. Sau đấy các bạn giải thích là vì sao nó không phải weakness, là bởi vì khi mà voting, khi mà đưa ra ý kiến ấy ạ, thì cái ông non-executive director sẽ không có lời nói, không có trọng lượng ở trong box. Đấy, thế thôi. Thế là các bạn được nửa điểm nữa rồi. Trong khi đó nếu các bạn không biết best practice, các bạn sẽ không nói cái điều đấy, đúng không ạ? Cho nên cái việc này là cái cần phải ôn lại. Tương tự như thế ạ, vẫn là cái dạng weakness và recommendation, thì mình nhìn vào internal control system thì các bạn cũng sẽ thấy là bao giờ người ta cũng nói cho các bạn là cái tình còn sẽ có cái case scenario. Tất cả những cái bài này đều là theo case nha. Thì cái case đấy ạ, người ta sẽ chỉ ra các cái điểm yếu, và việc của các bạn là: một, identify điểm yếu; hai, giải thích vì sao nó lại bị coi là điểm yếu, đúng không ạ? Và sau đấy từ hai cái này các bạn mới recommendation. Khi mà chữa bài cho mọi người phần này, chị đã luôn nói với mọi người rằng là cái việc mà recommendation này nó phải link rất chặt đến cái issue mà các bạn đã identify ra. Hồi đầu chúng ta hay gặp cái vấn đề đấy là chúng ta nói một issue nhưng chúng ta recommend một cái khác. Đó, thì các bạn lưu ý là hai cái này phải link với nhau. Bây giờ đến ngày này rồi, trước khi đi thi, làm thế nào để cảm thấy chắc chắn phần này? Chỉ có một cách thôi, là các bạn phải audit answer theo dạng bài. Chị đang nói đây là theo dạng bài. Thì các bạn hãy audit answer theo dạng bài như là trong examiner's report, mà examiner đã nói rằng là cái case, cái tình huống tương tự là bài nào ấy ạ. Đấy cũng chính là các cái nội dung để chị lấy ra đưa vào cái plan cho các bạn, là với những cái tình huống, với những dạng bài này thì mình cần xem bài nào. Nếu mà các bạn kiểu lười lắm, không muốn đi tìm mấy cái đấy nữa, thì các bạn cứ làm đúng như cái plan mà chị đã bảo là với dạng bài này thì cần phải làm lại những bài nào, thế cũng đủ rồi. Nhưng mà tuy nhiên đấy là xét theo dạng bài. Thật ra đi làm kiểm toán thì nó không phải là làm 100 cái, nghĩa là không phải là chúng ta đến khách hàng nào mình chỉ lao vào làm cái witness and recommendation. Nhưng vấn đề là đấy là kệ, đấy là đi làm kiểm toán như thế nào tôi không quan tâm, để tôi đi thi. Tôi đi thi thì tôi cần phải master ở cái dạng bài này. Thì các bạn phải làm ít nhất nhá, mỗi một cái corporate governance này, internal control này, mỗi cái này các bạn phải làm từ 3 đến 4 tình huống. Được chưa? Các bạn không làm được, các bạn phải audit answer. Audit answer bằng cách là lấy vở ra, nhặt các cái keyword, tự viết ra ngoài các cái keyword đấy để mình có thể nhớ được, chứ không phải là chỉ có đọc cho vui vậy đâu ạ. Được chưa? Đấy là khi mà chúng ta nói về cái dạng bài witness and recommendation. Và cái phần này chúng ta đã nói rằng nó nằm trong phần audit planning, đúng không ạ? Mỗi một phần, ví dụ kiểm toán chúng ta có 3 phần audit planning này. Phần thứ hai là phần audit, obtain audit evidence. Được chưa? Và 3 là review report. Thì cái phần mà chị vừa nói ạ, nó là phần đầu tiên của planning. Còn tiếp theo trong audit planning thì mới là, thứ nhất là audit strategy. Và trong này thì chúng ta lại có cái dạng bài gì nhỉ? Risk, audit risk and auditor's response. Đi làm kiểm toán thật thì phức tạp hơn ở chỗ là các bạn sẽ phải tự identify ra tất cả những cái thông tin đấy. Nhưng đi thi nó sướng ở chỗ là đầu bài cho hết rồi, và nhiệm vụ các bạn chỉ là đưa ra phần này thôi. Ở chỗ này rất nhiều lý thuyết, các bạn sẽ phải học lý thuyết về planning là làm gì, các bạn phải học lý thuyết về gì nhỉ, thủ tục phân tích, đúng không ạ? Analytical procedures ở đây như thế nào, các bạn phải học về documentation, các bạn phải học cả về internal control system, vân vân. Thì những cái này là lý thuyết, các bạn sẽ phải xem thêm ở phần audit planning, đúng không ạ? Các bạn từ planning các bạn thậm chí các bạn còn phải học cả cái gì nhỉ? Using the work of expert, các bạn còn phải học cả việc là nếu mà khách hàng có internal audit thì các bạn sẽ reliance như thế nào, đánh giá thế nào, vân vân, đúng không ạ? Tất cả những cái phần chúng ta đã học và đã gặp những cái tình huống rồi.
Tất cả những cái này đã được summary đầy đủ. Chị rất là thích cái quyển note mà chị gửi cho mọi người, bởi vì nó rất là cô đọng và nó cũng rất chi tiết. Nó vừa cô đọng vừa chi tiết, cho nên đủ để cho các bạn có thể ôn tập rất kỹ mà không mất nhiều thời gian lắm. Nếu như giả sử như ngày xưa mà chị đi thi chẳng hạn, thì những cái quyển như vậy là chị thường là thường và chị gọi nó như kiểu ngày xưa thì gọi là passcard. Ngày xưa mà chị dùng passcard của BEP là một cái quyển nhỏ nhỏ, nó giống như quyển đó nhưng mà nó là một ấn phẩm của BEP chứ không phải của Baker. Sau đấy thì đi đâu cũng cầm theo, bởi vì là cứ mỗi một trang nó là một chủ đề, cho nên cứ nhìn vào thôi là ra một chủ đề rồi đấy ạ. Thì trong phần planning các bạn cũng sẽ có một vài trang như vậy. Ở đây có cái dạng bài audit risk and response là bài mà chúng ta làm rất nhiều rồi, nhưng tôi rất sợ dạng bài này, chị cảm thấy thế đúng không ạ? Vậy thì cái việc để giúp các bạn trong này còn mình còn học về audit risk này, rồi chúng ta còn học về materiality. Khi mà các bạn ôn thi ấy, thì các bạn cần phải kết hợp giữa phần lý thuyết và phần bài tập. Cho nên chị recommend là các bạn cứ học lý thuyết khoảng độ summary lý thuyết ngồi. Chị có biết cái cách học của mỗi người thì khác nhau. Ví dụ như chị thích recommend theo kiểu mind map như thế này, chép lại, viết lại ấy, tự viết theo ý mình ấy. Nhưng mà chỉ hiệu quả trong vòng khoảng 1 tiếng thôi ạ. Sau đấy các bạn phải chuyển sang làm bài tập. Còn nếu mà các bạn ngồi chép lại cả một quyển hoặc là mấy chục trang xong rồi nghĩ là nó vào đầu thì không đâu ạ. Và nó sẽ chỉ quay đi quay lại nếu mà các bạn thay đổi cái cách tiếp cận thì não mình nó mới vận động tiếp. Các bạn sẽ tại sao mà chị bao giờ cũng đưa cái phần bài tập ấy, đi cùng phần lý thuyết là để cho mọi người lúc ôn tập mọi người cũng đi theo như vậy. Cái dạng bài tiếp theo nữa là dạng bài audit evidence. Chúng ta có hai cái test đúng không ạ? Và mọi người đã rất là biết rồi. Là test of control và substantive test. Phần này trong cái plan ôn thi của chị thì phần này chị để nhiều thời gian nhất. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là cấu phần điểm của nó cũng nhiều nhất. Đã nói đến điểm này. 30, 20, 20 chị chỉ có toàn tâm đến phần 70 điểm thôi nhá. Thì các bạn có thấy rằng là 30 ở đây ạ cũng có từ 8 đến 10 điểm là substantive test. Trong 20 điểm này cũng có khoảng độ 10 điểm substantive test. Trong câu 20 điểm cuối cùng thì phần lớn là câu hỏi về substantive test và report. Đúng không ạ? Như vậy các bạn có nhìn thấy rằng là cái tỷ lệ điểm ở phần audit evidence rất lớn. Cho nên đây là phần mà chị yêu cầu mọi người dành nhiều thời gian nhất. Cũng như trong phần này là phần các bạn phải tự mô tả lại tất cả các cái tài khoản. Đó, chị đã recommend các cái tài khoản chính như là non-accrual asset, inventory, loan and bank, payroll. Để làm gì ạ? Để mọi người có thể tự hình dung ra phần kế toán. Nếu các bạn kém phần kế toán, các bạn phải tự xem lại. Có những cái tài khoản 100% nó sẽ hỏi. 100% sẽ hỏi những tài khoản như nào? Đấy. Account receivable, non-current asset, inventory, provision, loan and bank. Đấy ạ. Nó không quá nhiều tài khoản đâu. Cho nên mọi người cần phải xem lại phần kế toán. Rồi chúng ta mới làm được phần kiểm toán. Được chưa ạ? Và trong này thì cái quan trọng của phần substantive test, substantive procedures là các assertion. Chị cũng không biết là các bạn có nhớ đến giờ này có nhớ được hết assertion hay không. Nhưng nếu mà chưa thuộc được assertion thì chưa đi thi được. Nên là mọi người cần phải quan tâm kỹ đến cái phần này. Mà chị nói rằng là trong cái plan 7 ngày thì dành đến 2 ngày, hơn 2 ngày cho phần audit evidence là vì như vậy. Phần review và report là phần mình học cuối cùng. Và chị cũng đã nói với mọi người rất là rõ, phần này nó chỉ chiếm từ 4 đến 5 điểm trong bài thi thôi. Nhưng bài thi của mình 30, 20, 20 thì đi theo đúng cấu trúc của 3 cái block chị ghi ra ở đây. Bởi vì 30 điểm đầu tiên ở phần audit planning, đúng không ạ? 20 điểm tiếp theo là phần audit evidence. Và 20 điểm tiếp theo là giữa phần audit evidence và phần review and report. Và các bạn nhớ rằng khi mà đi thi ạ, tất nhiên bây giờ là các bạn thi trên máy thì các bạn không phải lựa chọn câu hỏi mà các bạn sẽ viết vào cái phần mà người ta đã cho trước. Nhưng các bạn cũng làm đúng theo thứ tự như thế, bởi nó là thứ tự của một cuộc kiểm toán. Mình làm đúng như vậy. Thì cái cách mà chúng ta ôn tập ấy ạ, tại sao mà trong cái plan ôn tập của chị thì chị cũng yêu cầu mọi người học đúng theo thứ tự như thế, thay vì có thể nhá, mọi người sẽ đọc đâu đấy hoặc là có những cái thầy cô khác nói với mọi người rằng là các bạn nên học mỗi phần substantive procedure thôi và học trước,
lý do là phần đấy nó quan trọng. Có thể người ta sẽ nói như vậy, thì xin thưa với các bạn là chị không được comment thế, mà chị yêu cầu mọi người học theo thứ tự của một cuộc kiểm toán, vì cái kiến thức từ planning nó sẽ giúp các bạn để làm được phần substantive test. Và tương ứng như thế thì các bạn cũng sẽ hình dung là các cái thủ tục đấy ở giai đoạn review và report nó được nhắc lại, đúng không ạ? Ngay cả câu chuyện review và cái report hôm vừa rồi mình vừa mới học, và mọi người thấy rất là easy với cái loại ý kiến rất là dễ, nhưng mà cũng cần phải ôn lại. Và cái cách ôn của mình vẫn luôn luôn là các bạn dùng khoảng một tiếng để phần học phần lý thuyết, sau đấy các bạn quay ra audience rồi chị. Khi đến giờ này đi thi ạ, thì có hai cái mà chị cần mọi người cần phải làm rất là tốt. Thứ nhất là cái việc take note từ audience answer ra các cái keyword, các cái terminology sẽ dùng. Thứ hai, đọc cái bài giải của examiner thì cần học cái cấu trúc viết. Ví dụ như là làm gì trên cái giấy tờ nào. Ví dụ như vừa xong các bạn đọc examiner comment đúng không? Ông ấy nói rất là rõ là nếu mà chỉ kiểm tra cái giao dịch mua đấy có được tính toán đúng hay không, mà không so với cả giấy tờ gốc hóa đơn thì không được coi là một thủ tục hoàn thiện đấy ạ. Thì cái đấy là cái mà chúng ta phải nhìn thấy ở trong answer của examiner chúng ta học, ok chưa? Thì với cái lượng kiến thức của môn này vừa nhiều ở phần kiến thức không phải là ít đâu nhá, và nó vừa khó ở phần là các bạn phải viết ra. Nhưng trong một tuần, thực ra chị nghĩ rằng một tuần sẽ rất là vất vả, và mọi người sẽ thấy ngày nào các bạn cũng gần như là phải học khoảng độ 5 tiếng đúng không ạ? Và với cái 5 tiếng đấy là thực sự là tập trung, cũng như là với cái 5 tiếng đấy là với cái assumption là các bạn đã học rồi. Còn nếu mà các bạn chưa học ấy, thì 5 tiếng là không thể đủ, bởi vì các bạn đọc có khi không hiểu đúng không ạ? Đây là tình huống là chúng ta đã được giải thích kỹ rồi, chúng ta chỉ ôn lại thôi thì mới là 5 tiếng. Đấy là vì thế nên chị mới nói rằng là nó khó chứ nó không dễ. Các bạn đừng hy vọng là đi thi môn này dễ. Thứ hai là các bạn, cái mà chúng ta cần phải nhìn một cái sự thật ấy, là chúng ta có vấn đề về tiếng Anh. Cho nên chúng ta cần phải tìm mọi cách để sử dụng những ngày cuối cùng này để overcome cái weakness đấy của mình. Bằng cách gì ạ? Học lỏm từ examiner. Examiner cho mình cái gì? Ví dụ các cái keyword, ví dụ các cái cách viết, câu cú ngắn như thế nào, mình sẽ viết như vậy. Được chưa ạ? Mọi người đều biết là môn này ạ, nếu như các bạn nhìn lại vào website của ACCA, trên website của ACCA các bạn sẽ nhìn thấy cái trên website của ACCA thì mình có cái pass rate, và mọi người cũng biết là pass rate của môn này rất là rất là thấp đây ạ. Dạ, mọi người có nhìn thấy trên màn hình không ạ? Pass rate của các kỳ đều khoảng 40%. Kỳ June vừa rồi là 39%. Kỳ tháng 3 là 43%. Thấy không ạ? Có nghĩa là đây là 39% người được trên 50 điểm. Có nghĩa là không dễ. Thế thì làm thế nào để mình nằm ở trong cái 39% này? Tất cả những cái gì chị đã dặn từ trong lúc quá trình học, mọi người hãy cố gắng nhớ và phải biến nó thành của mình. Chị nghĩ rằng là có thể là đến môn này thì mọi người bắt đầu hiểu cái sự serious của việc đi thi rồi. Thật ra ấy, cũng phải nói thật là vì mình cùng học ACCA, cho nên mình nói với nhau về cái câu chuyện serious và mình nghe bình thường ạ. Nhưng mà khi mà chị nói thật là lúc mà phải dạy, có một số buổi chị dạy online thì chị dạy ở công ty. Bởi vì có những cái buổi trước đây chị dạy tầm khoảng 6 giờ, chị ở lại công ty chị dạy cho nó yên tĩnh. Nhưng các bạn ở công ty chị bảo chị là khiếp, chị cứ dọa kinh thế. Mình biết là người ngoài ta nghe, ta không thể hình dung được cái serious của cái câu chuyện đi thi. Nhưng mà khi mà chúng ta là người đọc cái đề thi rồi, và mình là người đặt bút xuống viết rồi, mình biết là đấy cũng là dọa, đúng không ạ? Và với cái pass rate như thế này, nó là thấp nhất trong tất cả các môn F, thì làm thế nào để mình ở trong cái số 39% kia? Thì chị nghĩ rằng là ngay từ bây giờ, cái đầu tiên mình phải có ấy ạ, thế là mình không sợ nó đã. Thật sự thì chị phải chia sẻ với các bạn là đến ngày hôm nay ấy, là chị đã share với mọi người hết tất cả những cái tip, những cái tricky, những cái cấu trúc để viết, những cái gì chị có thể giúp được là chị đã giúp rồi, dọa chị dọa rồi, các kiểu rồi. Và bây giờ cái việc mà các bạn cần làm, đấy là tập trung. Giờ chỉ có mấy ngày thôi,
Bởi vì chị biết trong lớp mình một số bạn chị hỏi thì mọi người thi hai môn cơ. Nhưng mà bây giờ phải tập trung vào để làm thế nào để mình nằm ở trong số 39 người này. Ngoài cái plan chị đưa cho các bạn, chị vẫn recommend nhé, là mọi người nếu có thời gian, lúc nào rảnh, hoặc là những cái lúc mà không phải học, mọi người nghe lại các video của chúng ta đã học với nhau. Bởi vì cái việc mà chị cứ dọa mọi người suốt qua các video như thế, và giải thích với mọi người chi tiết trong từng video như thế, nó cũng vẫn tốt cho mọi người. Và đấy là lý do vì sao mà chị xếp riêng lớp mình thành một cái playlist để các bạn có thể nghe lại. Và chị cũng đưa cho mọi người thêm rất là nhiều các cái tài liệu khác rồi. Thì chị hy vọng rằng là đây là lúc mà các bạn tận dụng hiệu quả tất cả những cái đó. Lớp này thì hơi khác lớp F7 một chút, bởi vì lớp F7, lớp Financial Reporting ấy, thì nếu như các bạn hỏi thì thường các bạn hỏi đích một cái tình huống nào đấy, ví dụ như bài này em không hiểu tại sao viết thế này. Nhưng mà lớp mình thì tuyệt nhiên là rất là ít câu hỏi. Nhưng chị cũng hiểu, vì lớp mình học môn F8 thì mọi người không có cái câu hỏi một cách cụ thể như môn F7. Nhưng mà thế cho nên chị rất là lo lắng. Và chị nghĩ rằng là bây giờ là lúc mà các bạn phải active và tự mình biết rằng là đây là đến lúc mình phải ra tay thôi, đúng không ạ? Chứ không phải chị ra tay nữa. Có rất là nhiều bạn đi thi môn F8 và thì bảo là em đọc đề xong em chỉ mong có chị ngồi cạnh chị giải thích cho em và nói cái gì ấy. Nhưng tất nhiên không có chuyện đấy rồi, đúng không ạ? Và vì thế nên mình rất hy vọng là, rất mong là mặc dù mình học online với nhau, mình không hề nhìn thấy mặt nhau hôm nào, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những cái gì mong muốn tốt đẹp nhất thì chúng ta đều cố gắng để truyền đạt rồi. Và chúng ta cũng đã xin, cần xin tài liệu gì, cần hỗ trợ gì là cũng đã hỗ trợ rồi. Thì bây giờ mọi người đã đến lúc mà mọi người phải show out cho chị biết là các bạn quyết tâm như thế nào, đúng không ạ? Rồi, nếu mà nói về mặt cần chị trợ giúp thì các bạn có còn cần chị support thêm cái gì nữa không ạ? Trừ việc đi thi hộ ra, chứ còn cái gì cũng làm được. À, chị ơi, em có problem về việc cái từ chuyên ngành đó chị. Giống như là khi mà làm mấy cái substantive test đó, hay có cái từ như là agree cái gì đó, tu cái gì đó, hoặc là cast tu em thường thì em cái em chỉ hiểu lan man là cái agree đó là giống như là mình kiểm tra, còn cái cast total cast là gì đó em chưa hiểu lắm đó chị. Thế thì chị sẽ giao cho em một nhiệm vụ, đấy là em tập hợp tất cả những cái động từ như em vừa mới nói. Em post lên group và chị sẽ giải thích cho em từng từ trong cái động từ đấy là gì, được không? Yeah. Bởi vì như thế em vừa học nhé, em vừa học một cách là em tập hợp. Và đồng thời là chị sẽ giải thích cho em, đồng thời các bạn cũng sẽ nhìn thấy các bạn học ké. Yeah. Đúng không? Yeah. Chứ bây giờ chị giải thích cast không chị nói được ngay đấy là cộng nghĩa là cái gì đâu. Nhưng mà xong rồi đến ngày mai em gặp từ khác em lại vướng. Thì yeah. Bây giờ phải ngay tối nay, bây giờ này là phải học tối học đêm rồi. Thì ngay đêm nay là phải ngồi tập hợp với chị tất cả những cái từ như vậy. Và lớp mình sẽ coi đấy như là một cái bảng gọi là audit verb. Nhá. Yeah. Nhá. Yeah. Ok. Chị ơi, cái đoạn mà tên tiếp step ấy, đoạn mà kiểu làm cái gì lên chứng từ gì ấy, thì tên các loại chứng từ thì em không biết nhiều loại chứng từ lắm. Giống như kiểu mấy cái kiểu minute hay là bot minute hay là mấy cái thứ đấy ạ, thì em không biết nhiều để áp dụng lắm. Trong cái plan mà chị yêu cầu mọi người làm ấy, thì chị còn nói rằng là các bạn phải tổng hợp riêng ra từng tài khoản. Và phần đấy nó liên quan đến phần kế toán. Thì khi mà em tập hợp riêng ra, ví dụ nhá, em tập hợp phần non-current asset, đúng không? Thì em sẽ phải thấy là em sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái, em sẽ phải suy nghĩ là có những cái chứng từ gì liên quan đến tài sản. Bây giờ người ta mua tài sản thì người ta sẽ dùng những cái văn bản gì. Cái này thì là bọn trong kiểm toán người ta gọi là common sense, có nghĩa là cái tư duy của em thôi, chứ không phải là em học thuộc đâu nhá. Cái tư duy của em ấy là em phải biết nghĩ là, ví dụ bây giờ chị hỏi em nhá, em ra ngoài kia em đi mua một cái máy tính, em sẽ đòi cái ông bán hàng cái giấy tờ gì? Em phải biết chứ. Em phải biết là bây giờ em mua cái máy tính thì em cần giấy tờ gì chứ, đúng không? Thế tương tự như thế, rồi em đến khách hàng người ta mua một cái tài sản, em phải tự nghĩ, kiểm toán viên phải tự nghĩ được là thế thì để chứng minh là cái tài sản đấy là thực sự đã mua rồi, em cần cái gì?
mọi người sẽ nghĩ ngay là cần cái invoice, nhưng có phải chỉ có cái invoice không? Nếu em bảo là em chỉ cần cái invoice thì bảo thế người ta đi mua hóa đơn ra, thế em phải thấy rằng là phải có giấy biên bản giao hàng, đúng không? Phải có gì nữa, phiếu bảo hành. Nếu em là chị đang nói ví dụ là cái máy tính, thì cái đấy là cái tư duy, cái đấy thì chị không thể giúp em là liệt kê khác với cả vừa nãy của Hiền là đúng không? Hiền hỏi chị đúng không? Thì bạn hỏi là cái động từ đấy là gì thì chị sẽ nói là chị sẽ giải thích kỹ cho các bạn là động từ đấy là gì. Nhưng em nói rằng em không biết chứng từ là gì thì cái này chịu, bởi vì là sẽ phải dùng cái common sense của em trong từng tình huống. Cái thứ hai, cái việc này phải quay lại từ F3. Tại vì ở F3 ấy, có một cái kiến thức đấy là bookkeeping. Thì lúc đấy đã học các loại sổ, ghi và khoác lại sổ như thế nào. Ở F3 đã học một cái đấy là các cái supporting document, là các giấy tờ để có thể ghi chép, ví dụ như là good delivery note, good receipt note. Trong trường bây giờ chị nói thật nhá, em mà quay lại học F3 không đủ kịp thời gian để thi đâu. Cho nên bây giờ chỉ có một cái cách, bởi vì đáng nhẽ ra ấy, em đã phải làm việc này từ trước khi em học F8, nhưng em không chuẩn bị trước, thì bây giờ việc của em là khi em audit answer như cái kế hoạch của chị đưa ra, em phải tự nốt ra là các cái bài liên quan đến non-current asset. Thì đối với thủ tục tăng tài sản này, người ta hay dùng những cái chứng từ gì? Em đọc answer ấy, em nốt ra cho chị. Đối với thủ tục disposal, người ta hay nói đến gì? Biên bản thanh lý, đúng không? Hay là người ta nói đến invoice issue. Đối với depreciation, mình hay thấy người ta nói đến depreciation sheet. Đấy ạ, tại sao vừa nãy chị nói việc audit answer phải nốt ra vở là vì như thế. Chứ còn chị không thể nào đọc liên tu bất tận cho em tất cả các cái giấy tờ được. Không phải là chị không biết, mà vì mỗi một tình huống ở trong đề bài nó sẽ yêu cầu các loại giấy tờ khác nhau liên quan đến cái tình huống đó. Vậy thì mình chưa học F3 hoặc học F3 mà không để ý, thì bây giờ mình sẽ học một cách audit answer. Và giờ này đến lúc đi thi thì chỉ có cách đấy thôi. Thì chị cũng không nghĩ rằng là bây giờ có thể gọi là cover 100%, nhưng chị nghĩ là nó sẽ được khoảng 70-80% cơ hội là không bị viết sai hoặc là không. Còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng là mình không biết ấy, thì mình sẽ không thể bù đắp được phần đấy, đúng không? Bây giờ mình sẽ học để biết thôi. Em hiểu cách em sẽ làm chưa? Rồi ạ. Ok. Audit answer sẽ là một cách học rất là tốt, nhưng mà phải biết cách để take note ra và học từ đấy. Rồi ạ, có ai còn khó khăn gì nữa không ạ? Nhưng mọi người đã cảm thấy tự tin để đi thi chưa ạ? À, chị ơi, có được dùng máy tính của mình không hay là dùng máy tính trên máy hả chị? Theo như chị đọc thì là được dùng máy tính của mình, nhưng mà môn này bọn em không phải mang máy tính nhá. Em sợ tính mấy cái kiểu ratio ấy ạ? Thứ nhất là khả năng có cái ratio đấy rất ít. Thứ hai là nếu mà có thì nó rất là tính nó rất là đơn giản. Tại sao? Tại vì khi bọn em đi thi ấy, thì nghĩa cái người supervisor, cái người trông thi á, là remote, và người ta rất rất là strict. Bọn em không hình dung là người ta strict như thế nào đâu, người ta rất là khó tính ý. Cho nên tốt nhất là mình làm thế nào để mình không phải hỏi gì hoặc không để người ta hỏi gì mình. Ví dụ người ta yêu cầu là không dùng máy tính hoặc chỉ dùng một máy tính thì mình chỉ dùng đúng một máy tính, hoặc là nếu người ta yêu cầu là không dùng máy tính thì mình cũng không dùng máy tính. Chị nghĩ rằng là người ta với cái đề môn F8 thì tại vì có kỳ thì các bạn bảo là không được dùng máy tính, nhưng có kỳ thì các bạn bảo được dùng máy tính, chị không biết tại sao đâu. Nhưng mà chị nghĩ rằng nếu trong đề bài không có yêu cầu tính toán thì người ta không cho mình dùng ý ạ. Vì người ta sợ là có những cái loại máy tính nó rất là smart ấy, mà mình có thể import cái gì vào đấy, kiểu như vậy. Đấy, thì tốt nhất là mọi người đừng có, không bị panic bởi cái chuyện có dùng máy tính hay không. Đi thi môn này sướng hơn môn F7 hay là F9 ở chỗ các môn kia thì kiểu gì phải dùng máy tính, không dùng máy tính không tính được ấy chứ.
Môn này thì mọi người có thể không dùng máy tính cũng được. Nếu mà có phải tính toán, mà phải tính toán ở trên cái calculator của máy tính ạ, thì cũng môn này cũng vẫn chấp nhận được, bởi vì nó rất là ít số để tính, đúng không ạ? Cho nên mọi người sẽ phải làm quen với cái việc đấy. Còn đấy, cái chị muốn nói với mọi người rằng là mọi người chưa hình dung được là cái người chán thị người ta sẽ khó tính như thế nào đâu, và người ta ghê như thế nào đâu ạ. Thậm chí là có những bạn muốn kể với chị là bạn ấy phát khóc lên được, bởi vì là cái đấy là cái hôm nay chị có viết ở trong cái bài hôm nay chị share ở trên group nhà hội CCA ấy ạ. Đấy là mọi người xin phép đứng lên đi lấy nước, người ta không cho. Nhưng mà người ta không cho thì mình ở bên này mình nghe không rõ ấy. Mình đứng lên. Và ở bên kia người ta bảo là bị hủy kế hoạch kết quả thi bởi vì là không nghe lời giám thị. Các bạn hình dung được không ạ? Cho nên là cái mà chị muốn nói với các bạn đấy là ví dụ người ta bảo là mình không được dùng máy tính thì thôi mình cũng không dùng luôn. Mình không cần giải thích, không cần phải cãi nhá. Và may mà môn này không dùng máy tính không sao đâu. Nên là không cần. Không nháp cũng không sao cả, đúng không ạ? Chứ còn những môn khác thì không nháp là luôn cả một cái vấn đề. Cái thứ hai là mình cứ chuẩn bị tinh thần là người ta rất là strict, cho nên cứ làm thế nào mà không để người ta nói gì là tốt nhất. Chị không phải dọa các bạn về độ strict đâu, nhưng mà thật sự thì đi thi ICCA ai có một cái cảm giác là đời mình chưa được gặp một cái kỳ thi mà trông thi khủng khiếp như thế đó. Mọi người yên tâm là thế nào, và phòng thi chị phải nói trước một cái tâm lý là vào phòng thi ấy, mọi người sẽ gặp tình huống là ô cái này em chưa gặp bao giờ, chuyện đấy là bình thường nhá. Đi thi mà gặp những câu chưa gặp bao giờ là chuyện rất bình thường, không có gì phải sợ hết. Và lúc đấy bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh là cái này thì làm thế nào, hoặc là ít nhất là vớt vát là mình có thể làm được gì ở đây, nhớ nhá. Bởi vì là và luôn luôn khẩu quyết của mình, thần chú của mình là gì, 50 điểm là đỗ rồi, đúng không ạ? Nếu mà làm được câu này 4 điểm đúng không, thôi mình chỉ cần làm 2 điểm thôi, 98 điểm ok rồi, không cần phải làm nhiều. Nếu mọi người phải rất là thoải mái, chứ còn nếu mọi người lúc nào cũng lo lắng thì hay bị panic, hay bị sợ hãi. Chị ơi, em đã phân bổ thời gian như nào các câu ạ? À? Khi làm ấy ạ? Em hãy nhìn số điểm phân bổ thời gian. Về lý thuyết là 1,8 phút cho 1 điểm, nhưng chị không recommend các bạn phân bổ cho phần multiple choice nhiều đến thế. Các bạn có 30 câu ở phần multiple choice thì chị nghĩ rằng các bạn chỉ nên phân bổ khoảng 35 phút đến 40 phút cho phần multiple choice thôi. Thì bởi vì các bạn không được mang cái gì vào, cho nên việc phân bổ thời gian bây giờ nó cũng chỉ là áng chừng thôi. Trước đây ạ, thì đi thi viết thì các bạn được cầm đồng hồ theo, các bạn được đeo đồng hồ. Thế nhưng mà bây giờ thì mọi người có thể nhìn nhìn cái phần multiple choice và các bạn làm khoảng 35 đến 40 phút là dừng. Chưa làm xong cũng dừng. Chuyển sang phần viết, nếu không các bạn sẽ không kịp. Và các bạn phân bổ tỷ lệ thời gian còn lại, ví dụ như là thì mình thi 3 tiếng 15 phút đúng không ạ? Thì các bạn sẽ mất 40 phút đầu tiên cho phần multiple choice, và các bạn sẽ còn hơn 2 tiếng rưỡi đúng không ạ? Cho 3 câu 70 điểm. Thì các bạn sẽ chia tỷ lệ ra. Đối với cả nghĩa là các bạn sẽ có được phép có đến 50 phút cho câu 30 điểm. Đấy ạ. Và khoảng 35 phút cho câu 20 điểm. Thì các bạn có thể phân bổ như vậy. Các bạn đừng phân bổ riêng ra từng điểm. Bởi vì chị không nghĩ rằng các bạn nên phân bổ kỹ đến từng điểm. Nó sẽ mất nhiều thời gian cho mọi người cứ phải nhìn đồng hồ xong rồi căn căn ấy. Mà các bạn chỉ nhìn vào cái question lớn, cái scenario lớn thôi. Cho nên thật ra là với scenario lớn thì thật ra là cũng không quan trọng việc phân bổ thời gian như vậy nữa, chỉ trừ trường hợp mọi người viết quá nhiều thôi. Đấy. Nhưng mà như vừa xong chị nói với các bạn cứ 35 phút với cả là viết khoảng độ hơn nửa tiếng các bạn dừng lại các bạn chuyển thì cũng vẫn là cũng không phải là cái gì đấy mà nó quá mất thời gian để nhìn đồng hồ hay phân bổ hay phải đặt báo thức gì đâu, mà mọi người sẽ làm từ đầu đến cuối. Chỉ có một cái là nếu mà các bạn hay bị suy nghĩ lại thì một tip là mọi người không nên, nghĩa là gặp câu multiple choice nào cố gắng tìm ra đáp án luôn, chứ mọi người không nên
Sorry mọi người một phút nhá. Mọi người không nên là bắt đi bắt lại và flag vào, nghĩa là trong phần multiple choice các bạn có một cái option là các bạn được flag, tức là đánh dấu để quay lại. Nhưng chị thì chị sẽ recommend là mọi người không quay lại mà làm câu nào là chắc câu đấy luôn. Bởi vì nếu mà các bạn quay lại ấy, thì mất thời gian. Thứ hai là lúc mà các bạn quay lại là các bạn quên cái case đấy rồi. Thế nên các bạn lại phải đọc lại. Mọi người nó rất là mất thời gian cho các bạn. Nói thế, nói nó là đi thi multiple choice giống như kiểu các bạn chọn trứng vịt lộn. Không biết mọi người biết chọn trứng vịt lộn là nhìn quả nào pick quả đấy luôn, là sẽ nhận được quả to nhất. Chứ nếu mà cứ sau một hồi so đi tính lại thì là thế nào cũng sai. Đấy, cho nên là nếu mà mình đọc lần đầu ra đáp án chọn luôn, chuyển luôn. Thế thì phải đòi hỏi rất là tập trung. Thế nhưng mà đi thi thì chị nghĩ là chúng ta đều phải tập trung chứ, làm gì có chuyện đi thi mà còn có cái gì là mình tân tán nữa. Thế nhưng mà không quay lại nhá, cố gắng là không quay lại. Và khi mà chị nói cái tip này với rất nhiều bạn đi thi ACCA, kể cả là bình thường thi CBE ở trung tâm nhá, thì các bạn đều nói với chị là đúng. Bởi vì khi mà quay lại thì cái tâm lý của các bạn là các bạn đã quên mất cái scenario đấy rồi, cho các bạn lại phải đọc lại cái đấy. Và lúc đấy thì mất rất nhiều thời gian cho việc là xem lại. Cái việc phân bổ thời gian, time management nó không quan trọng bằng việc làm planning trước khi viết đâu em ạ. Cái việc mà em planning là em sẽ viết những ý gì và đủ ý ấy. Cái đấy cũng nên dành thời gian cho việc đấy nhiều hơn là dành thời gian cho việc câu này được làm từ mấy giờ đến mấy giờ. Chị ơi, cái mà phần đề bài ấy, nó không cho bôi gì vào trong đấy thì mình làm sao đánh dấu được ạ? Em không bôi được thì em phải nốt ra bên ngoài, ra cái phần stretch pad của em ấy. Nhưng mà chị nghĩ rằng là người ta cho thế nào thì khó người khó ta, khó với em cũng khó với cả tất cả thí sinh như cả thế giới này, chứ cũng không phải là vì như thế mình không làm được, phải không? Khi mà mình đi thi ấy là mình đã practice với nhau cái việc là đánh dấu này, planning này. Thì bây giờ là cái lúc mà em đã phải quen với việc planning đấy, là em viết ra thành mấy ý rồi. Thì cái việc mà chúng ta có được bôi hay không chỉ là không quan trọng nữa. Thế bây giờ người ta không cho bôi thì vẫn phải đi thi mà, để làm thế nào? Được bôi mà chị, trong bài thi CV được bôi mà. Chị cũng không biết, chị có đi thi CV bây giờ đâu, chị cũng không biết đâu. Thì chị đã nói rằng là cái việc mà có bôi hay không thì với chị thì đấy nó không phải là vấn đề. Bởi vì nếu mà người ta không cho bôi nhá thì cả thế giới nó không được bôi, chứ không có chuyện là mọi người được bôi và em không được bôi đâu. Nên chả sợ. Alo chị ơi. Ừ chị đây. Hôm nay chị up cái file lên sớm một chút nha. Hồi nãy cái lúc mà okay. Cost of ethics conduct em chưa có check kịp. À ok. Dạ, em cảm ơn. Rồi, mọi người đã tự tin chưa? Nhiệm vụ của chị chỉ là làm cho mọi người không sợ thôi. À, mọi người đăng ký thi là khoảng bao giờ mọi người thi đấy ạ? Thứ hai tới ạ. Thứ hai thi. Thứ hai tới. Chiều ạ. Em đăng ký chiều. Chiều thứ hai. Ừ. Có hai ca chiều buổi tối á? Vâng ạ. Vâng. Đâu có cả buổi sáng nữa mà ta. Không có sáng đâu. Mọi người nhớ xem internet nha. Nhớ check internet và tốt nhất là nên dùng mạng LAN ấy. Nếu mà mọi người chỉ biết là thời điểm này giãn cách như thế này thì đi kiếm được dây cũng khó. Nhưng mà nếu được ấy, thì dùng dây. Tại vì mình sẽ cần giữ cái đường truyền ổn định trong suốt cả một khoảng thời gian dài ấy. Còn không thì phải dùng wifi. Với yêu cầu mọi người trong nhà là cái lúc mà mình thi thì mọi người không dùng wifi nhé. Đừng có xem YouTube hay mọi người đừng có xem TV hay gì cả. Mà nếu mà mọi người dùng điện thoại thì yêu cầu là mọi người dùng 3G để dành riêng cái internet cho mình, để nó không bị đường truyền nó có vấn đề gì ấy mọi người ạ. Tại vì chị thấy có rất nhiều bạn kêu về chuyện đường truyền, có rất nhiều bạn bị out ra giữa chừng vì đường truyền đấy. Chị ơi, khi mà bị out nó cũng được kiểu mình chưa kịp submit thì nó có submit cho mình không ạ? Không. Có 3 tình huống. Nếu mà em bị trục trặc trước khi thi thì coi như là chưa tính giờ, và đến khi mà em sẵn sàng rồi em ready rồi mới tính giờ.
tình huống thứ hai là trong lúc thi mà em bị out hoặc là em có vấn đề gì đấy, ví dụ đang làm dở thì sẽ hủy cái bài thi đấy và em sẽ thi lại trong vòng 2 tuần. Tất nhiên là không phải nộp phí gì hết. Và cái tình huống thứ ba là nếu mà ao ngắn ngắn thôi ấy, thì và cho vào lại ngay được thì cái bạn supervisor, cái bạn chung thi ấy, bạn sẽ report và để em làm bài tiếp. Thế và trong mọi tình huống thì người ta rất là support mình, thế nên là không không sợ. Nhưng mà tất nhiên là lúc đấy thì cái tâm lý của mình nó bị ảnh hưởng ấy. Nên là chị mới nói rằng là mọi người phải rất kỹ, check rất là kỹ cái phần đường truyền. Chị ơi, nếu mà đến cuối mình chưa kịp submit mà nó đã hết giờ thì mình có được À bài thì coi như là submit không? rồi em ạ. Thì vẫn coi như là submit. Nhưng hết giờ coi như động tác đấy là nó submit rồi. Mình phải cài cái setup cái person view về trước đúng không ạ? Đúng rồi, em phải set up content view trước đấy. Rồi. Có phải là Có ai còn câu hỏi gì nữa không? cái mã thi sẽ được gửi trước khi thi khoảng tầm 15 phút hay 30 phút đúng không ạ? Đúng Gửi rồi. rồi trong mail Ngay mình gửi vào đâu ạ? ngay trước khi thi thì mọi người sẽ gửi mail, thì bọn em sẽ nhận được mail và có mã thi. Bởi vì cái mã thi đấy chỉ được generate trong cái quãng thời gian mà bọn em đang nghỉ của cái ca thi đấy thôi. Chị ơi, Ôi. chị có biết là cái lúc mà mình thi ấy thì có cái mặt ông bà giám thị nào đấy kiểu mình nhìn thấy trên màn hình không ạ? Có. Nhưng mà lúc Có. mình thi thì nhưng mà lúc mình thi thì các bạn nói rằng là khi mà mình mở cửa sổ thi thì gần như là mình không nhìn thấy mặt người ta đâu. À. Người ta ngồi, ta ngó mình lom lom á. Tức là người ta sẽ communicate với mình là người ta sẽ nói đúng không ạ? Nói và chat, bởi vì là các bạn thì hay nói hay kể là người giám thị thì hầu hết là người Ấn Độ này, người nói tiếng khó nghe lắm nên là các bạn không hiểu, là toàn Ngồi chat im. thôi. Khi thi thì mình chỉ cần hướng camera từ kiểu từ vai trở lên thôi đúng không ạ? Không cần phải hướng cả bàn tay mình sang biết gì đúng không ạ? Nhưng mà phải đủ rõ, nghĩa là từ vai cũng là phải phải không phải chỉ có mỗi mặt từ cổ lên đâu nhá. Thì lúc đấy lúc em set up ý, thì cái bạn thông thi, bạn giám thị, bạn ấy sẽ bảo là ok chưa thì em mới được làm bài mà. Mà không được dùng background các thứ này khác, tất nhiên là vì đấy là phần mềm thi chứ không phải như mình học Zoom mà lúc hay là mọi người họp hành ý, mọi người hay set background rồi filter các kiểu thì ở đây không có. Trong cái khoảng 1 2 hôm mà chị, nói chung là chị hình như là mình lớp mình thi thứ hai là có phải đầu tiên không nhỉ, hình như là đầu tiên của session remote tháng 9 này á, tại vì là như bình thường thì mọi người cũng đều thi bắt đầu từ thứ hai, với cả bây giờ năm nay thi remote chị không biết là cái lịch như nào, bởi vì mọi năm ấy thi CBE thì nó sẽ khác, nhưng nó có riêng lịch thi của F7 của F8, nhưng bây giờ thì chịu, các bạn đăng ký thì cũng không biết như nào. Để xem là tình hình năm nay thế nào. Nhưng chị nghĩ rằng một cách positive mà nói nhá, chị nghĩ là năm nay sẽ thi ok. Bởi vì sao? Thứ nhất là đây là kỳ thi thứ tư rồi, thi remote rồi, nên là cái sự chuẩn bị của ACCA cũng tốt hơn rất là nhiều những kỳ thi đầu tiên. Thứ hai là năm nay số lượng các bạn đăng ký thi remote rất lớn. Mọi khi ấy, là một số đăng ký thi remote, một số là thi ở trung tâm, đúng không? Nhưng mà năm nay thì 100% là thi remote hết, trong Nam ngoài Bắc đều thi remote hết, cho nên là cái sự chuẩn bị phải cẩn thận hơn, tốt hơn, và với số lượng lớn thì người ta cũng cũng ở sai nhiều giám thị hơn đấy, thế nên là chị nghĩ rằng là năm nay sẽ thuận lợi. Cái thứ ba là nói thẳng ra là bây giờ còn chỉ có lựa chọn nữa đâu, nên là mình cũng đành phải tự làm quen với hoàn cảnh thôi. Thì chị nghĩ rằng là mọi người phải đừng lo lắng về việc đi thi sẽ thế nào, bây giờ mọi người hãy tập trung vào học nốt cho nó, bản thân mình chuẩn bị hết sức, cố gắng hết sức nha. Còn chị cũng đã nói rồi, cái việc mà khó thì là khó người khó ta, tất cả mọi người đều khó chứ không phải mình. Nhưng mà cái việc mà mình học
thực sự thi CCA chị nói thật với mọi người một điều, đấy là nếu mà có fail ấy ạ thì lý do duy nhất là do chúng ta chưa học đủ, nên là mọi người phải tận dụng nốt những cái ngày tháng gọi là sát sàn sạt này để mọi người học. Và chị cũng biết các bạn sao, chứ tâm lý của chị là càng gần thi ấy thì học cũng càng vào, bởi vì lúc đấy học nhớ lắm chứ không như lúc đầu đâu. Nên là mọi người yên tâm là hoàn toàn kịp để mọi người, hôm nay là thứ năm đúng không, thì mình học, còn mình còn thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là học cật lực 3 ngày thì chị nghĩ hoàn toàn là mọi người vẫn có thể kịp để đi thi. Cứ bây giờ cứ yên tâm là thi sẽ thuận lợi. Chị không biết mọi người có mê tín chị không, nhưng chị đi thi thì chị sẽ phải đi thắp hương. Nói chung là thôi cứ đông tây kết hợp với cúng, bởi vì để nó không phải là mình không tin mình, mà là vấn đề là mình nghĩ rằng để không có những cái sự bất thường xảy ra, ví dụ như wifi bị đau chẳng hạn, hoặc là tự nhiên modem chết chẳng hạn thì chết rồi. Nhưng mà những cái đấy, những cái chuẩn bị được trước thì phải chuẩn bị đi ạ, cái về cơ sở vật chất là mình chuẩn bị trước, đừng có lo lắng quá, nhưng mà phải relax. Còn ví dụ như là thứ hai mà thi buổi chiều ấy thì buổi sáng đừng học bài nữa nhá. Thi buổi chiều thôi, buổi sáng nghỉ. Mọi người đừng sợ quên, không quên đâu. Đến tự nhiên đọc đề bài tuôn như suối, không sợ. Ok chị ạ, có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Có còn lo sợ gì nữa không ạ? Chị ơi. Em nhắn tin cho chị ạ. Hình như là lúc nào tin nhắn của em cũng bị miss hay sao ấy ạ. Tại em thấy chị vẫn nói chuyện với mọi người mà sao không ạ? Không thấy chị biết. Chị có nhận được cái tin nhắn nào đâu? Em nhắn xem hồi đầu. Thế à? Hay là vì em chưa phải là fan của chị nên nó sẽ bị bình thường không? Không vào thì nó sẽ vào đâu nhỉ? Nó sẽ vào filter hay cái gì nhỉ? Nhắn chờ nhỉ? Em ơi chị ngu dùng Facebook lắm ý. À đây, Huyền đây, chị chỉ thấy có tin nhắn chờ, nhưng mà có một tin nhắn là lúc em đăng ký học thôi đúng không Huyền? Dạ vâng ạ, tại vì em thấy chị không, thực ra hồi trước em học F3 của em cũng nhắn một lần, chị cũng không xin. Ở đâu cái tin nhắn này của em có mỗi một tin nhắn mà nhỉ? Bây giờ chị mới nhìn thấy. Tại vì là chị bình thường ấy, chị cũng không biết là có cái filter đấy mấy. Nhưng mà chị cũng có lần mới đi tìm ở trong filter. Tại vì là đấy cũng có nhiều bạn hỏi xong rồi không thấy chị trả lời. Có lần dở filter ra thì các bạn hỏi mấy năm rồi. Vâng. Ok, để chị... lần sau thế nên là bây giờ các lớp thì chị hay tạo group, bởi vì như thế thì để mọi người có thể hỏi luôn ở trên group ý, thì sẽ không bị miss. Rồi ok, bây giờ mình có 8 giờ thôi, cho nên bây giờ là giờ các bạn đi học bài. Và như vừa xong chị vừa mới nói về việc là bây giờ cần phải xem lại những phần mình yếu hay là đọc examiner's comment. Nếu như chị là các bạn thì bây giờ chị sẽ đi đọc examiner's comment, sau đấy chị sẽ xem theo là mình cần đọc, cần audit những cái answer nào đúng không ạ, để mình lại làm lại một tour nữa, một vòng nữa. Thế còn nếu mà mọi người chưa hết cái vòng 1 thì sẽ làm tổ nốt, học nốt lý thuyết vòng 1. Và trong trường hợp mà mọi người cần chị support thì thêm đấy, ví dụ như là vừa nãy bài tập là các bạn viết cho chị tất cả các cái body test, các cái verb, các cái động từ mà các bạn nhìn thấy nhưng không hiểu, thì sau đấy mọi người summary lại, không cần phải làm gì cầu kỳ đâu, cứ liệt kê một post thành một cái post ở trên group Facebook của mình á, thì chị sẽ giải thích cho mọi người từng thủ tục một, được chưa ạ? Thì đấy là cái mà chị có thể support. Tất cả những cái mà chị có thể làm chỉ là mọi người hãy yên tâm và cứ đi thi thôi đúng không, còn thì mình đã cố gắng hết sức rồi, thế nào kết quả cũng tốt, mọi người đừng lo lắng quá nha. Rồi ok ạ, thế thôi buổi hôm nay mình dừng ở đây. Chị chúc các bạn là sẽ thật sự là bình tĩnh và đi thi tốt. Kể cả là dù là có đi thi có khó khăn về remote, có khó khăn như thế nào, thì mọi người hãy nhớ rằng là chúng ta đã cố gắng hết sức thì kiểu gì kết quả sẽ tương ứng với cả sức lực của chúng ta bỏ ra thôi. Nên mọi người cũng đừng lo. Và bây giờ là lúc chúng ta còn 3 ngày thì hãy cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi,
khỏe mạnh và đồng thời là học hành tập trung, đúng không ạ? Mặc dù chị biết là ở giai đoạn này thì có thể rất nhiều thứ phải lo lắng, nhưng mà thôi mọi người hãy tạm thời gác lại để cho thi xong đã, rồi chúng ta tính tiếp. Covid Covid tính sau, bây giờ quan trọng là thứ hai này mình thi đã. Ok chị ạ, rồi chúc mọi người thi tốt nha. Dạ, cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Em chào chị. Em chào cả lớp ạ. Dạ, em chào chị.